Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào live stream bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta có một buổi tối thật phước hạnh và được Chúa đồng chạm, được Chúa thăm viếng, được Chúa sức dâu. Đây là niềm vui mừng của mỗi một chúng ta. Amen. Tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt rất là thân quen, rất là trung tín trong sự học lời Ngài. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay Chúa không bao giờ tiết kiệm những phần thưởng của Ngài cho anh chị em đâu. Chúa sẽ thăm viếng, chữa lành, nâng đỡ, sức dâu. Và bài học buổi tối hôm nay là bài cuối cùng ở trong loạt bài cách cầu nguyện cho người bệnh. Anh em tôi nghĩ rằng những cái bài học này rất là quý giá cho tất cả chúng ta, nhất là những anh chị em đang có lòng khát khao, muốn Chúa dùng mình như một công cụ để cùng Ngài chữa lành những nỗi đau của con người, giải phóng con người khỏi những quyền lực của sự tối tăm. Amen anh chị em. Tôi rất là phấn khích khi chờ đợi được gặp gỡ anh chị em trên live stream này và trên những buổi nhóm. Đây là cái điều hết sức là thú vị trong cái thông công trong tình yêu của Chúa. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em đã đang và sẽ kết nối. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong thời giờ này. Và như thường lệ đó anh chị em, mình cần cầu nguyện, mình cần hạ lòng xuống, khiêm nhường để mời Đức Thánh Linh đến trong buổi học buổi tối nay. Mời Đức Thánh Linh đến thăm viếng mình, mở trí, mở lòng, mở tai và Ngài sức dầu mới trên mỗi buổi học của chúng ta, để đem lại sự ích lợi tối đa cho tôi, cho ông bà anh chị em và cho tất cả mọi người mà sẽ tham gia sau, nhưng mà không trực tiếp hiện nay, nhưng mà sau đó vẫn được phước. Amen. Nào, tất cả chúng ta cùng cầu nguyện nha. Chúng ta dành thời gian này để cầu nguyện. Tôi tin rằng Chúa đang hiện diện ở nơi này. Lạy Chúa, con biết rằng Ngài ở nơi này. Con mời Ngài đến. Con chào đón Ngài đến với chúng con, đến với mỗi một anh em con, những người đang kết nối với nhau qua mạng xã hội Facebook này. Lạy Chúa, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng mà không có khoảng cách nào hay là thứ gì ngăn trở được Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện để ngay giờ phút này Ngài kết nối tất cả chúng con trong đức tin bởi quyền năng của Thánh Linh, để tất cả anh em con đều cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Nguyện lửa của Ngài bắt đầu làm ấm tấm lòng của mỗi một chúng con. Nguyện ngọn lửa và sự sức dầu của Ngài tuôn chảy trên mỗi một anh chị em con, những ai đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Lạy Chúa, hãy làm đi. Lạy Chúa, hãy nhậm lời cầu nguyện của con mà ban phước cho anh em con giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được ban phước. Tất cả những ai chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, nguyện Đức Thánh Linh thăm viếng họ. Lạy Chúa, những ai chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, ô nguyện Đức Chúa Trời gia thêm ân điển bởi cứu Chúa Giêsu cho họ giờ này. Con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa thăm viếng, xin Chúa thăm viếng anh chị em con. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, con cảm ơn sự hiện diện của Ngài giờ này. Con cảm ơn sự hiện diện của Ngài đầy dẫy giờ này. Ô ngợi khen Ngài về sự hiện diện đầy dẫy của Ngài giờ này. Con chào đón Ngài Đức Thánh Linh ơi. Con chào đón thần của Đức Chúa Trời đến tại nơi này. Con chào đón vua muôn vua, chúa muôn chúa đến tại nơi này. Con chào đón Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời đắc thắng, Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời thanh tín ở tại nơi này. Con chào đón Ngài. Anh chị em ơi, hãy mở môi mình ra chào đón Chúa. Anh em hãy nói con chào đón Thánh Linh của Ngài trong buổi tối hôm nay. Con chào đón Thánh Linh của Ngài vào lòng con. Con chào đón Thánh Linh của Ngài đến trên tâm trí, đến trên tâm hồn, đến trên thân thể, đến trên tâm linh của con. Chào đón Thánh Linh cho em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nào, anh chị em hãy học cách chào mừng Ngài. Chào mừng chân thần, chào mừng đấng an ủi, chào mừng giáo sư của anh chị em, chào mừng người thầy duy nhất và vĩ đại của anh chị em giờ này nè. Mỗi một anh chị em, tôi trân trọng mời anh chị em hãy bắt đầu dùng môi miệng của mình, chào đón và ngợi khen Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Tôi cảm thấy Chúa bắt đầu hiện diện. Tôi cảm thấy Chúa bắt đầu hiện diện ở đây rồi. Thì có nghĩa rằng Ngài cũng hiện diện ở tại chỗ anh chị em. Tôi ngồi đây, anh chị em ở đó, nhưng thật sự chúng ta đang ở cùng một chỗ trong linh giới. Tôi và bạn chị em ở một chỗ trong linh giới, chúng ta đang nhóm họp với nhau và Chúa Giêsu đang ở giữa trong thế giới linh, trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Chúng ta đang ở một nơi và Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang vui mừng, Chúa đang nở nụ cười và Ngài đang đặt tay lên đầu mỗi một anh chị em để ban phước cho. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã làm điều đó, bởi vì Ngài luôn muốn ban phước cho con cái của Ngài. Amen chị em. Hãy nào, hãy dùng môi miệng mình chào đón Chúa trong đức tin. Chào đón Chúa trong đức tin. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi biết Chúa đang ở trong căn phòng của anh chị em, mặc dù anh chị em mắt không thấy được, nhưng Chúa ở đó. Hallelujah. Tôi nghe một câu chuyện kể rất là hay. Có một ông kia, ông cầu nguyện. Mỗi lần ông cầu nguyện là ông lấy hai cái ghế, một cái ghế ông ngồi và một cái ghế ông để trước mặt. Người ta rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao ông làm điều đó. Ông nói: ô, các bạn lạ nhỉ, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, vậy các bạn không tin rằng Chúa đang ngồi trước mặt tôi sao? Tôi tin điều đó, cho nên tôi lấy một cái ghế, tôi mời Ngài ngồi và tôi trò chuyện với Ngài. Anh chị em hiểu ý không ạ? Đây là đức tin đơn sơ, đức tin con trẻ. Mắt mình không thấy những Chúa ở đó. Cho nên tôi tin rằng ở trong linh giới, Chúa đang ở giữa chúng ta giờ này. Chúa đang ở giữa chúng ta giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. Tiếp tục chào đón Ngài anh chị em. Tiếp tục nói rằng: lạy Chúa, con yêu Ngài. Lạy Chúa, con rất mến Ngài. Lạy Chúa, con muốn biết Ngài nhiều hơn. Hãy chạm lòng con và trò chuyện với con. Anh em cầu nguyện đấy ạ. Hãy chạm lòng con và trò chuyện với con giờ này. Con muốn được kết nối với Ngài. Con muốn được rờ chạm Ngài. Con muốn được kinh nghiệm Ngài. Con muốn được kinh nghiệm Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, hallelujah. Con muốn được kinh nghiệm Ngài. Anh chị em nói đấy ạ. Con muốn được kinh nghiệm Ngài. Chúa ơi, hãy giúp con. Thánh Linh ơi, hãy giúp con kinh nghiệm Chúa Giêsu mỗi ngày một cách thật hữu. Oh, một cách thật hữu. Vì con được định cho sống với Ngài đời đời. Con được định cho sống với Ngài đời đời. Lạy Chúa, hãy giúp con kinh nghiệm Ngài, để khi con lên thiên đàng gặp Ngài, để hoặc khi Ngài tái lâm, con gặp Ngài, con không bỡ ngỡ, con không biết mình phải cư xử thế nào, nói thế nào cho đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa, hãy dạy con ngay giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện đây anh chị em. Cầu nguyện đây. Tôi muốn tất cả anh chị em mình cầu nguyện. Tôi trân trọng gửi lời chào đến hơn 200 anh chị em đang có mặt ở nơi này. Tôi muốn anh chị em cùng tôi cầu nguyện với Chúa. Thì giờ cầu nguyện, tôi tin rằng Chúa đang thăm viếng. Tôi cảm nhận Chúa đang ở đây, và tôi tin rằng Chúa cũng đang ở đó với anh chị em. Hãy dùng môi miệng của mình chào đón Thánh Linh. Hãy dùng tấm lòng của mình và nói rằng: lạy Chúa, con rất yêu Ngài và con muốn biết Ngài. Con muốn kinh nghiệm Ngài. Con muốn cảm nhận được Ngài. Con muốn biết đấng mà mắt con không thấy, nhưng lòng con thấy. Con muốn nói chuyện với đấng mà tai con không nghe, nhưng tâm linh con nghe. Con muốn nhìn thấy bằng tâm thần của con quyền năng của Ngài. Lạy Chúa, hãy đến với con giờ này. Lạy Chúa, tiếp tục mở mắt con giờ này. Tiếp tục mở tai con giờ này, để con có thể nghe được tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Ngài, và để con có thể nhìn thấy khuôn mặt vinh quang đầy vinh hiển của Ngài. Cảm nhận được tình yêu và lòng nhân từ của Ngài đối với con mỗi ngày. Mỗi ngày lạy Chúa. Nào anh chị em hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh, hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, con đến với Ngài giờ này. Chúa ơi, con đến với Ngài giờ này. Chúa ơi, sức dầu cho buổi nhóm tối nay. Sức dầu cho từng lời chia sẻ của chúng con. Sức dầu cho đôi tai của chúng con. Sức dầu cho tấm lòng của chúng con. Có khả năng giữ được lời của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy giúp chúng con có thể giữ và ở trong lời Ngài luôn. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Không phải chỉ mình con cầu nguyện cho tất cả anh em con là những người đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Anh chị em con cũng có khả năng nghe, giữ và làm theo lời của Ngài. Nguyện lời của Ngài luôn hằng ở trong tấm lòng của mỗi một chúng con. Nguyện Thánh Linh dùng lời đó nhắc chúng con luôn, trước mọi tình huống, trước mọi nghịch cảnh, trước mọi những cái vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, giúp chúng con có khả năng để lắng nghe và lãnh hội được những sự chỉ dẫn của Thánh Linh Ngài. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Ôi, con biết Ngài đang ở nơi này. Con biết Ngài yêu hội thánh Ngài. Con biết Ngài yêu hội thánh Ngài. Con biết Ngài chăm sóc hội thánh Ngài. Con biết Ngài đã rất mến hội thánh Ngài. Con biết Ngài lo nhiều thứ cho hội thánh Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho tất cả anh em con buổi tối hôm nay được tăng trưởng lớn lên trong lời Ngài, được tăng trưởng và hiểu biết trong thần Ngài. Có thần khôn ngoan mặc khải ngữ đầy dãy bên trên, để nhận biết Chúa Giêsu nhiều hơn. Lạy Chúa, con cầu nguyện trong danh Giêsu Christ quyền năng. Anh chị em hãy cầu nguyện nào. Anh chị em hãy cầu nguyện nào và nói: Chúa ơi, hãy đưa thần khôn ngoan mặc khải đến đến con. Hãy đổ đầy lòng con. Con muốn thần đó đầy dạy con, để con biết Ngài Chúa Giêsu, để con có thể tăng trưởng trong Ngài Chúa Giêsu. Chúa ơi, con cần Ngài nhiều lắm Chúa Giêsu. Cầu nguyện bên chị, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào. Oh, hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đúng rồi, anh chị em hãy cầu nguyện. Chúa nói chuyện qua tư tưởng đó anh chị em. Khi anh chị em trò chuyện với Ngài trong lòng anh chị em có thể phát sinh những lời rất êm dịu, nhỏ nhẹ, yêu thương. Anh em hãy tin đi, đó là Chúa Thánh Linh nói đấy. Chúa Thánh Linh nói trong lòng anh chị em khi anh chị em cầu nguyện với Ngài. Chúa nói rằng Ngài chăm sóc anh em, Chúa nói rằng Ngài chữa lành anh em, Chúa nói rằng Ngài có quyền để giải cứu anh em. Chúa nói rằng hãy trao mọi lo lắng cho Ngài, vì Ngài săn sóc anh em. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tiếp tục đến trên. Cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Một lần nữa tôi tuyên bố, không một điều gì tồi tệ xấu xa, không một quyền lực nào có thể ngăn trở anh em tiến gần Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu tôi nói với thẩm quyền, toàn bộ những quyền lực kẻ thù trên đời sống của con trai con gái Đức Chúa Trời đang có mặt và lắng nghe lời cầu nguyện này bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể quyền lực đó đến từ nguồn nào, bất kể quyền lực đó tên gọi là gì, dù đó là bệnh tật, dù đó là ma quỷ, dù đó là đói nghèo, dù đó là xung đột, dù đó là không tha thứ hận thù, tôi bẻ gãy nó trên đời sống anh chị em. Tôi bẻ gãy nó trên đời sống anh chị em. Tôi bẻ gãy nó trong đời sống anh chị em trong danh Chúa Giêsu. Tôi công bố linh anh em tự do, hồn anh em tự do, cảm xúc anh em được chữa lành, lý trí anh em được chữa lành, ý chí anh em được chữa lành, thân thể anh em được chữa lành. Tôi công bố toàn thể con trai con gái của Đức Chúa Trời nơi đây được tự do. Tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tuyên bố sự tự do cho anh chị em trong buổi tối hôm nay. Tự do hoàn toàn để học lời Ngài, tự do hoàn toàn để lãnh hội lời Ngài, tự do hoàn toàn để có thể sống và thực hành lời Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Thật tuyệt vời. Thưa anh chị em, tôi tin rằng tôi được phước và anh chị em cũng đang được phước. Chúa đang ở cùng chúng ta giờ này. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học lời Ngài, và sau khi học lời Ngài chúng ta sẽ cầu nguyện. Anh chị em có tin rằng Chúa vẫn luôn hành động không ạ? Chúa luôn hành động. Tôi tin như vậy. Bởi cớ tôi tin cho nên tôi luôn luôn cầu nguyện sau mỗi bài giảng, sau mỗi bữa nhóm lại. Tôi tin rằng thần của Đức Chúa Trời luôn vận hành để cứu giúp, để chữa lành, để giải cứu, để ban phước. Cho nên nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta đang bỏ lỡ một cái cơ hội được Ngài giúp đỡ rất là lớn trên đời sống đức tin của chúng ta. Thật là sai lầm khi chúng ta không cầu nguyện. Không ạ? Phải cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ không nhận được điều gì. Sứ đồ Gia-cốp nói rồi, anh em muốn mà không được vì không cầu xin. Cho nên chúng ta cứ phải cầu nguyện. Anh chị em ha. Cảm ơn Ngài. Và rồi, như thường lệ, bây giờ hỡi anh chị em, hãy giúp tôi, hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình, trên những nhóm mình tham gia. Anh em càng chia sẻ nhiều, càng nhiều càng tốt giùm tôi. Để gì ạ? Càng chia sẻ nhiều thì càng nhiều người có cơ hội được nhìn thấy. Và càng nhiều người có cơ hội được nhìn thấy thì càng có cơ hội để Đức Thánh Linh giúp đỡ họ. Chúa yêu thương tất cả mọi người. Dù người có Chúa không có Chúa, tôi tin rằng tình yêu của Ngài vẫn bao la và dạt dào. Nếu Chúa không yêu họ thì cũng như vậy, tôi và bạn chị em làm gì có cơ hội ngồi đây ngày hôm nay. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, còn là người chống lại Ngài, còn là người bội nghịch phạm thượng. Chúa yêu và tìm cứu chúng ta. Thì anh chị em ơi, hãy cũng nghĩ đến những con người ở ngoài kia. Họ đang đau khổ bế tắc, họ đang mất lối thoát tuyệt vọng, họ đang tìm kiếm một giải pháp cho sức khỏe, cho tài chính, cho gia đình của mình mà không tìm ra. Biết đâu được những sự chia sẻ của anh chị em sẽ giúp họ thì sao? Đó là cách Chúa làm. Cho nên thưa ông bà anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em đã chia sẻ. Xin Chúa ban phước cho hết thảy bạn chị em về việc làm tuyệt vời này. Amen. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ anh chị em, chúng ta sẽ bước vào bài học. Và như tôi đã nói đó, đây là bài học cuối cùng của cái chủ đề thực hành cầu nguyện cho người bệnh. Không ạ? Làm cách nào để chúng ta cầu nguyện cho người bệnh. Đây là bài học cuối cùng. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Tôi nghĩ rằng nó rất là lý thú. Hôm nay chúng ta sẽ học mà bài với tựa đề là cái mô hình chúng ta cầu nguyện. Cái mô hình 5 bước mà chúng ta cầu nguyện cho người bệnh như thế nào. Chúng ta sẽ học điều đó. Anh em biết rồi đấy, Chúa ban cho các môn đồ một cái mạng lệnh. Đúng không ạ? Một cái mạng lệnh. Hay nói nôm na là một cái sứ mạng để họ làm. Để họ làm. Và cái sứ mạng đó, nó được chép rất là rõ ràng ở trong Mác chương 16 câu 18 và trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 đến 20. Và hãy đi dạy dỗ muôn dân nhân danh Cha, Con và Thánh Linh mà làm báp tem cho họ và giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho. Trong Mác chương 16 câu 18 chép là sẽ đặt tay, ai tin sẽ đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. Cho nên trong đại mạng lệnh của Chúa có một cái phần việc mà mỗi một môn đồ tin kính vâng phục phải làm, bắt buộc phải làm. Chúng ta không có lựa chọn. Đó chính là chữa lành cho người bệnh. Thật là sai lầm khi nói rằng Chúa không kêu gọi tôi chữa lành người bệnh. Thật là vô tín khi nói rằng Đức Chúa Giêsu hết chữa lành cho người bệnh ngày nay. Thật là phạm thượng khi nói rằng những việc chữa lành mà chúng ta nhìn thấy ngày nay trong các hội thánh là do ma quỷ làm. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại vấn đề của mình, đúng không ạ? Và tin xác quyết đi. Nhiệm vụ đặt tay chữa lành cho người bệnh là một phần không thể tách rời trong đại mạng lệnh của Chúa Giêsu. Anh chị em cứ nhìn Chúa Giêsu sẽ biết. Ngài đi đây đi đó và làm phước chữa lành cho những người bệnh, giải cứu những người bị quỷ ám. Và Kinh Thánh khẳng định con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Và một trong những công việc mà tàn độc nhất của ma quỷ đó là gieo bệnh tật cho con người. Anh chị em thử nghĩ đi, nếu trên đời này không có bệnh tật, con người hạnh phúc biết dường nào. Tôi xin thưa với anh chị em, con người có thể hạnh phúc khi ăn uống không ngon, không có đồ ăn ngon, ăn rau với cơm thôi, hay là ăn nước mắm với cơm, ăn muối với cơm thôi, ăn khôi mì khôi lang thôi, ăn rau thôi, không cần thịt thà là cao lương mỹ vị. Nhưng mà được sống trong một thân thể khỏe mạnh, được ngủ bình an, được tươi tắn mỗi ngày, tôi nghĩ con người đã hạnh phúc tuyệt vời. Còn nếu như bàn ăn của chúng ta tràn đầy những thịt thà cao lương mỹ vị, yến xào sâm lương, sâm nhung đại bổ, ngủ giường đệm, cả gọi là tỷ đồng ở khách sạn 5 sao, tất cả mọi thứ mà cái thân thể bệnh tật đau yếu, tôi nghĩ không ai thích cuộc sống đó. Các anh em, anh chị em. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng cái bệnh tật là một trong những cái điều tàn độc nhất mà Sátan đã gieo vào cho đời sống con người. Và con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Thì rõ ràng điều đầu tiên mà Ngài phải nghĩ đến đó là chữa lành cho người bệnh, để giải thoát họ khỏi cái sự tàn độc này của Sátan, để con người tin Chúa có thể vui hưởng một đời sống phước hạnh ở trong một thân thể khỏe mạnh. Đây là chỗ rất tuyệt vời đó. Ai rồi trong chúng ta sống trong cái thế giới tội lỗi này, phải không ạ? Thế giới băng hội này cũng phải có lúc kết thúc để trở về với Chúa. Đây tôi đang nói về những người tin Chúa, không ai sống đời đời ở đây cả. Nhưng mà đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng bệnh tật đau đớn để đưa anh chị em mình về với Ngài. Tôi không tin điều đó. Tôi không tin. Đức Chúa Trời muốn đưa con cái Ngài về với Ngài trong sự bình an, trong sự khỏe mạnh, trong sự vui thỏa của tấm lòng. Anh em nhìn các thánh của Chúa đó, anh em biết không? Ông Gia-cốp ông kết thúc bằng cách gì? Ông Gia-cốp ông kết thúc cuộc đời bằng cách gì? Ông chúc phước cho các con của ông xong, ông đưa 200 lên giường, và Kinh Thánh chép rằng ông tắt hơi nhẹ nhàng. Ông Môi-se kết thúc bằng cách gì? Chúa bảo con lên núi đi, con nhìn thấy sứ hứa rồi con về với ta. Mà ông Môi-se ông lên núi, ông nhìn thấy sứ hứa xong rồi ông ngồi xuống, ông tắt hơi, ông về với Chúa. Và Kinh Thánh chép rằng ông 120 tuổi, sức không giảm, mắt không lại. Anh em thấy không ạ? Đây là những bằng chứng trong Kinh Thánh. Đấy. Cho nên bản thân tôi tin rằng hỡi anh chị em là những người yêu kính Chúa, hãy xin Chúa điều đó ngay bây giờ, và hãy tin trong lời Ngài điều đó ngay bây giờ. Anh chị em chắc chắn, và tôi cũng chắc chắn, một ngày sẽ về với Chúa. Nhưng mà tôi và bạn chị em sẽ về với Chúa trong một thân thể khỏe mạnh, vui mừng, không đau đớn và đầy dẫy sự bình an. Anh chị em có amen với điều đó không ạ? Tôi nói điều này để tôi bày tỏ cái sự không đồng ý với một số người nói rằng Đức Chúa Trời gieo bệnh tật, Đức Chúa Trời cho phép bệnh tật, Đức Chúa Trời để bệnh tật trên con cái Ngài để đưa con cái Ngài về với Ngài. Đức Chúa Trời bể chân bể cẳng gieo ung thư để cho con cái Ngài về với Ngài cho sớm. Tôi nghĩ cái điều đó đó mình đã vu khống cho Đức Chúa Trời, mình đã vu khống cho lòng thương của Ngài, tình yêu và lòng tử tế của Ngài, trong khi mình tung hô việc làm của Sátan. Cho nên thương bạn chị em, cầu nguyện cho người bệnh là việc chúng ta phải làm, và nhất định phải làm trong một đức tin xác quyết rằng chúng ta đang làm theo ý Chúa và hủy phá quyền lực của ma quỷ. Không có trường hợp nào mà mình từ chối cầu nguyện hết. Đừng bao giờ nói rằng con người này chắc là Chúa để bệnh trên họ cho nên thôi mình đừng cầu nguyện. Đừng nói điều đó nha anh chị. Chúa không bao giờ cho phép chúng ta nói điều đó, và Chúa cũng không có cái tấm lòng đó, Chúa cũng không làm cái việc đó. Cho nên tôi xác quyết với anh chị em rằng tất cả mọi bệnh tật đều trực tiếp hoặc gián tiếp đó là việc làm của Sátan. việc làm của Sátan. Có thể là nếp sống của chúng ta tồi tệ đòi bại, cho nên chúng ta gặt lấy bệnh tật trong thân thể. Nhưng vì đâu mà bệnh tật nó đến trên thân thể con người? Vì quyền lực của tội lỗi. Mà quyền lực tội lỗi đến từ đâu? Đến từ Sátan. Cho nên tôi mới nói là dù trực tiếp hay gián tiếp thì bệnh tật vẫn là đến từ Sátan. Mặc dù là như tôi đã nói đó, có những thứ bởi lối sống của chúng ta đem lại, nhưng đằng sau cái lối sống đó là quyền lực Sátan tiêm nhiễm vào, để nó khiến cho chúng ta đau đớn. Vì vậy thưa ông bà anh chị, chúng ta hãy làm điều này trong hội thánh, trong các nhóm tế bào, trong gia đình mình, thậm chí trong công sở, trên đường đi. Đó là đặt tay chữa lành người bệnh. Dù họ là người tin Chúa hay chưa tin Chúa, nếu họ cần, cứ đặt tay nhân danh Chúa Giêsu chữa lành người bệnh. Việc chúng ta làm là đặt tay chữa lành người bệnh, còn việc Chúa là đấng chữa lành. Amen chưa? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải xác quyết trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy làm điều này. Đừng để bất cứ một ý kiến của người nào, một giáo lý nào, một tổ chức nào, một cộng đoàn nào nói với chúng ta rằng chúng ta không nên làm điều đó, không cần làm điều đó và không được phép làm điều đó. Dẹp đi. Những ai, những nơi, những cộng đoàn, những con người nào nói điều đó là những con người chống lại ý muốn của Chúa Giêsu, chống lại việc làm của Chúa Giêsu. Cho nên anh chị em, chúng ta phải làm. Amen. Rồi. Vậy thì cái việc mà chúng ta đặt tay chữa lành cho người bệnh đó là về bản chất là nó như thế nào đây? Bản chất là như thế nào? Một số người cho rằng khi chúng ta đặt tay chữa lành người bệnh là chúng ta truyền năng lượng thiên đàng, năng lượng từ trời, năng lượng từ con người, năng lượng từ cái đời sống tu tập của mình để chuyển năng lượng qua đôi tay và chuyển lên người kia. Tôi xin thưa với anh chị em, hãy cẩn thận với những lý thuyết đó. Cẩn thận với những lý thuyết đó. Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Khi chúng ta đặt tay chữa lành cho người bệnh là chúng ta đang cộng tác với Chúa Giêsu trong sự chữa lành. Anh em hiểu ấy mà, nhớ chi tiết này nha. Khi chúng ta đặt tay chữa lành người bệnh là chúng ta đang cộng tác với Chúa Giêsu để cùng Ngài và Ngài cùng chúng ta tham gia trong quá trình chữa lành người bệnh. Còn ai đó hay là một cái giáo lý nào đó nói rằng chúng ta đặt tay là chúng ta truyền năng lượng để chữa lành thì đó là tà thuật nha anh chị em. Đó là cái ngôn ngữ ngoại giáo, ngôn ngữ tà đạo và ngôn ngữ của tà thuật. Chúng ta đừng bao giờ nói thế. Sự chữa lành cho người bệnh không đến từ năng lực của chúng ta, không đến từ năng lượng của chúng ta, cũng không đến từ cái năng lượng mà người ta hay nói là năng lượng vũ trụ, năng lượng thế này, năng lượng thế kia. Không có. Sự chữa lành người bệnh đến từ quyền năng trong danh Chúa Giêsu, quyền năng phục sinh trong danh Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã dùng Thánh Linh phục sinh Chúa Giêsu từ cõi chết thể nào, thì cũng bởi quyền năng đó Ngài chữa lành những khiếm khuyết, những yếu đuối, những bệnh tật, những ung nhọt, những ung thư, những sự sai trật của thân thể con người cũng một thể ấy. Hãy nhớ điều này. Đó, đây là cái điểm rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô nói trong Cô Rinh Tô nhất chương 3 câu 9 như thế này, thưa ông bà anh chị em: và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Khi tôi và bạn chị em thực hành công tác chữa lành, đặt tay lên người bệnh để người bệnh chữa lành, được chữa lành, cầu nguyện cho người bệnh được chữa lành, là chúng ta đang làm việc cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể độc lập được. Hiểu ý không thưa ông bạn chị em? Chúng ta không làm việc độc lập. Mặc dù người khác nhìn thấy có thể một mình tôi, một mình anh chị em đặt tay chữa lành, nhưng trong linh giới thì Chúa đứng đó, Thiên Sứ đứng đó, Đức Thánh Linh đứng đó. Đó là trong linh giới. Không bao giờ người Cơ Đốc, là người Tin Lành đó, là con cái Chúa đó, mà đặt tay chữa lành mà một mình cả. Không có. Chỉ có tà thuật làm điều đó, thầy phù thủy làm điều đó, thầy Pháp làm điều đó. Và họ luôn nói rằng đây là năng lực siêu nhiên của tôi, năng lực vũ trụ của tôi chữa lành anh, phải không ạ? Để họ tôn vinh mình, để họ kiếm tiền, bởi vì họ nói như vậy cho nên người ta phải trả tiền cho họ. Nhưng chúng ta khác nha anh chị. Đó. Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ, về điều này hết sức chín chắn trước khi chúng ta thực hành cái chức vụ này. Mẹ ha. Đó. Bởi vì ngày hôm nay đó, mọi sự đầy dẫy về bổn tánh của Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng Christ. Ở trong Colossae chương 2 câu 9 nói: trong Chúa Giêsu có tất cả mọi điều. Trong Chúa Giêsu có tất cả mọi điều. Đó. Và muốn làm những dấu kỳ phép lạ như là vấn đề chữa lành, chúng ta cần đồng hành cùng với Chúa Giêsu. Cần đồng hành cùng với Chúa Giêsu. Chưa hết, trong Ê-phê-sô chương 1 câu 22-23 chép như thế này: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Câu này có nghĩa gì? Câu này có nghĩa là mọi sự đầy dẫy về bổn tánh quyền năng ở trong của Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ. Nhưng ngày nay Đức Chúa Giêsu ủy quyền cho hội thánh làm cái điều đó cùng với Ngài. Như tôi hay nhắc anh chị em đó, thẩm quyền chúng ta có là thẩm quyền ủy nhiệm, nghĩa là bây giờ Chúa Giêsu giao cho hội thánh mọi thẩm quyền để thực hiện những điều y như Ngài đã từng thực hiện trên đất này: chữa lành, đuổi quỷ, ban phước, phục hồi con người. Hiểu không ạ? Cho nên đó là lý do mà tôi và bạn chị em hoặc các hội thánh có thể thực hiện những buổi nhóm chữa lành, giải cứu một cách tự do. Nhiều người ở chỗ này giảng rằng: ôi, mình tổ chức buổi nhóm chữa lành, tổ chức cái buổi nhóm gọi là giải cứu là mình đang ép Chúa. Mình là ai mà ép Chúa để Chúa chữa lành? Mình là ai mà tự tổ chức cái buổi nhóm để rồi kêu gọi người ta đến để chữa lành cho người ta? Làm như thế là không đúng, làm như thế là phạm thượng, làm như thế là ra lệnh cho Chúa. Nhưng những người phát biểu như vậy thì không hiểu về cái thẩm quyền ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Đức Chúa Trời trao cho Chúa Giêsu toàn bộ thẩm quyền trên trời dưới đất để làm mọi dấu kỳ phép lạ giúp đỡ con người. Và khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời thì Ngài nói rằng Ngài giao điều đó lại cho hội thánh của Ngài. Ngài ủy quyền cho hội thánh của Ngài làm những điều mà Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm. Đây chính là chúng ta. Cho nên về mặt thần học, về mặt kinh thánh, chúng ta hoàn toàn tự do và hoàn toàn không phạm lỗi gì cả khi chúng ta tổ chức một buổi nhóm chữa lành, tổ chức một buổi nhóm giải cứu, tổ chức một buổi nhóm để báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta làm điều đó vì sao? Vì Chúa Giêsu ủy quyền cho chúng ta làm. Không có điều gì sai ở đây, thưa ông bà anh chị em ha. Chúng ta dựa vào câu kinh thánh đó. Rồi, đây là cái chỗ rất là quan trọng khi chúng ta cần phải hiểu trước khi chúng ta thực hành những cái bước chữa lành cho người bệnh. Vì nếu chúng ta không hiểu điều này đó, khi chúng ta làm, chúng ta sẽ mắc những sai lầm, hoặc chúng ta thiếu đức tin, hoặc bị chỉ trích, rồi chúng ta sẽ dừng lại. Bị chỉ trích, bị ngăn trở, bị phá rối, và chúng ta cảm thấy bối rối, chúng ta dừng lại, nó mình có làm đúng ý Chúa không, vân vân. Không phải đâu. Chữa lành là đúng ý Chúa. Ok, rồi. Và khi anh chị em đến với Hội Thánh Nhà Muôn Dân đó, anh chị em thấy là trước khi bước vào buổi thờ phượng thì chúng tôi dành hơn nửa tiếng đồng hồ, có khi cả tiếng, để cho những bệnh nhân, những người có nan đề, họ đến họ khai vào cái tờ giấy. Anh em thấy không ạ? Khai vào tờ giấy. Và trong cái tờ giấy đó chúng tôi ghi rằng Giêsu Christ là Đấng chữa lành, Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Rồi tên, tuổi, rồi nơi đến, số điện thoại và nan đề anh là gì. Và cái người tâm vấn đó hỏi rất là kỹ, đúng không ạ? Hỏi về gia đình, hỏi về tuổi thơ, hỏi về lịch sử tôn giáo, hỏi về điều nọ điều kia, xoay quanh cái vấn đề mà họ đang muốn Chúa giúp đỡ. Đây là cái điều mà Hội Thánh Nhà Muôn Dân làm. Và nhiều người ở xa không có hiểu đó, thì tôi cũng nghe phong phanh một số những cái thông tin rằng là tại sao Hội Thánh Nhà Muôn Dân lại bắt những người đến Hội Thánh là phải ký vào biên bản cam kết là phải trở thành thành viên Hội Thánh thì mới cho vô gọi là thờ phượng với được cầu nguyện. Tôi nghe nói thế, tôi nghe mọi người nói thế. Mà sẵn đây trên live stream tôi nói anh chị em là không có bắt cái ký kết gì đó cả. Không có cái ký kết gì trong tờ giấy đó hết. Tờ giấy đó là tờ giấy bắt đầu mà cái bước đầu tiên của những cái người bệnh nhân muốn Chúa giúp đỡ. Nó giống như cái tờ giấy khai bệnh vậy đó. Anh em biết không ạ? Khai bệnh vậy đó. Ví dụ như anh em đi vô một cái bệnh viện, anh em muốn khám bệnh, thì tại cái chỗ mà nộp tiền bóc số đó, người ta mới hỏi anh chị là muốn khám cái gì? Tai mũi họng, tim mạch, gan thận, nội hay ngoại, khám cái gì? Anh em phải ghi vô. người ta mới đưa anh em đến cái phòng đó được, là có bác sĩ chuyên khoa đó mới khám được, mới biết được, mới chữa đúng cái bệnh, phải không ạ? Chứ không ai chạy sòng sọc vô trong phòng khám bệnh mà một cách không có một cái khai báo gì cả. Thì đây là cái việc làm mà Hội Thánh Nhà Muôn Dân đang làm. Thì hôm nay đó, bài học hôm nay nó liên quan đến những cái điều đó, cho nên là tôi mới nhắc đến cái chuyện này để cho anh em hiểu. Thì cái bước đầu tiên đó anh chị em, hôm nay chúng ta học 5 bước mà. Cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đối với người bệnh đó là chúng ta cần phải nắm bắt một số thông tin nó liên quan đến cái nan đề mà cái con người đó muốn đến nhờ anh chị em cầu nguyện với Chúa giúp liên quan. Dĩ nhiên trong cái chuyện cầu nguyện chữa lành thì nó không có một cái nguyên tắc nào, cái bước công thức nào cả, không có cái công thức nào hết á. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể nhìn vào Kinh Thánh để mình học tập các sứ đồ, học tập Chúa Giêsu, để mình có thể nghĩ ra, cải tiến những cái việc mà cái chức vụ mình làm, hầu cho cái chức vụ mình nó hiệu quả nhất. Anh em hiểu ý mà. Chứ còn cái điều mà tôi chia sẻ buổi tối hôm nay cho anh em, đó không phải là công thức, nó không phải là cái điều gì đó bắt buộc, nhưng mà đây là những cái kinh nghiệm, những cái điều mà chúng ta nhìn thấy nó đem đến cái hiệu quả hơn trong cái vấn đề cầu nguyện cho người bệnh. Thường thì theo truyền thống á, thì mình không có làm cái điều này. Ai đến thì cứ đến thôi, rồi đến giờ cầu nguyện là mình nữa kêu người ta lên, rồi mình hỏi 5-3 câu rồi bắt đầu đặt tay luôn, người ta ngã xuống rồi đi về, không biết người ta là cái gì cả. Thường mình làm vậy. Và những cái điều đó đó, nó đem lại cho cái buổi nhóm chữa lành nó kém đi cái hiệu quả, nó kém đi cái độ chính xác, nó kém đi cái độ khai thác, và bóc tách những cái vấn đề cũng như những cái điều tiềm ẩn sâu bên trong mà chúng ta nếu hơi hợt có thể bỏ qua. Cho nên ở này đó, tôi gọi bước thứ nhất là bước khai thác thông tin. Khai thác thông tin, mình phải hỏi những câu hỏi. Chúa Giêsu có làm điều đó không? Có. Chúa Giêsu có. Có những lần Chúa Giêsu chữa lành cho một cậu bé thì Chúa Giêsu hỏi cha cậu bé nó bị điều này từ bao giờ? Chúa hỏi là nó bị từ bao giờ. Và tôi nghĩ rằng á, Chúa có thể đã hỏi thêm một vài cái vấn đề xung quanh, nhưng mà Kinh Thánh có thể không ghi hết, vì như trong sách Giăng nói nếu ghi hết thì các sách này chép không hết. Nhưng mà Kinh Thánh đưa ra một cái chi tiết đó để cho chúng ta hiểu rằng trong cái chức vụ chữa lành, Chúa Giêsu có hỏi người bệnh trước khi Ngài cầu nguyện, chứ không phải là xông vô đặt tay. Thường thì ngày hôm nay chúng ta làm đôi khi cứ xông vô đặt tay thôi, cứ đặt tay người ta ngã xuống rồi xong đó là thấy yên tâm rồi. Nhưng không phải vậy thưa bạn chị em. Mình cần dành thời giờ để hỏi. Đây là tôi đang chia sẻ về cái cách 5 bước cầu nguyện chữa lành cá nhân nha anh chị em, một cách cá nhân với cá nhân, chứ không phải là trong những buổi nhóm như sân vận động rồi các thứ. Thì đôi khi là mình phải cầu nguyện cả tập thể rồi Chúa Thánh Linh sẽ tác động bên từng người chữa lành, cũng có cái cách đó. Nhưng mà đây trong phạm vi bài học này tôi đang chia sẻ là một cách cá nhân. Ví dụ một người đến với hội thánh, một người đến với anh em cần sự chữa lành, thì anh em đừng có xông vào cầu nguyện ngay. Anh em phải dành thời giờ. Bước đầu tiên là khai thác thông tin đó, khai thác thông tin. Như vậy ở trong cái bước khai thác thông tin này đó, anh em thấy hỏi nhiều câu hỏi lắm, đúng không? Rất nhiều câu hỏi. Đầu tiên á, là anh chị em phải hỏi liên quan đến gia đình, cái hoàn cảnh gia đình, cha mẹ của anh ấy, chị ấy, ông bà, anh chị em, họ đã có một cái lối sống như thế nào, cái tôn giáo nào họ đang theo, rồi cha mẹ có liên quan gì đến tà thần không, có cúng bái không, có lên đồng, có cầu hồn không. Đó. Rồi nếu những cái căn bệnh mà ví dụ ung thư chẳng hạn, thì mình phải hỏi xem là trong gia đình cha mẹ có bị căn bệnh giống anh không, giống chị không, có ai trong gia đình giống cái trường hợp của anh chị không. Những câu hỏi đó nó đưa ra cho chúng ta những cái manh mối. Có thể là căn bệnh nan đề của người em, người chị em này nó được chuyển giao từ gia đình, nó được chuyển giao từ người cha, người mẹ. Cái đây là cái điều có nói trong Kinh Thánh. Nói ở đâu? Nếu ai kính mến Đức Giê-hô-va thì con cháu họ được phước ngàn đời. Còn ai không kính mến Đức Giê-hô-va, căm ghét Đức Giê-hô-va thì con cháu họ sẽ bị phạt đến 3-4 đời. Đây là một câu Kinh Thánh nói về luật thuộc linh của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi tin, và đến nay tôi vẫn tin, có sự di truyền trong sự rủa xả. Có sự di truyền trong sự rủa xả. Và bệnh tật là một trong những sự rủa xả mà Sátan nó có thể đem đến. Cho nên anh chị em thấy ngày hôm nay khoa học có thể nói cái bệnh này nó di truyền. Cha anh chết ung thư, chắc chắn anh cũng chết ung thư. Cha anh chết vì bệnh thận thì anh cũng phải bệnh thận thôi, chứ bây giờ anh đồ chữa cái gì nữa. Nhưng mà không, trong Chúa chúng ta có quyền cắt đứt nó khi chúng ta biết khai thác nó. Thì cái người phía dưới, con cháu phía dưới sẽ không còn thừa hưởng những điều gì mà cha ông mình đã phạm sai lầm. Cho nên cái đầu tiên mình phải khai thác là gia đình, rất quan trọng. Để làm chi? Để rồi bước thứ hai tôi sẽ nói rõ hơn cho anh em, để mình tìm ra cái cách cầu nguyện phù hợp. Anh chị em hiểu ý mà. Mình tìm ra cái cách cầu nguyện phù hợp dựa trên những thông tin mà mình thu thập. Đây là cái chỗ mà anh chị em cần ghi nhận ha. Đừng vội vàng làm với một người bệnh, hãy từ từ, hết sức từ từ nếu có thời gian. Rồi, sau khi mình khai thác về mặt gia đình và những người xung quanh xong thì mình bắt đầu khai thác đến chính bệnh nhân. Đúng không ạ? Chính bệnh nhân. Thì mình có thể hỏi bệnh nhân là về tuổi thơ anh ấy, chị ấy sống như thế nào, có những tổn thương cay đắng, lạm dụng, ruồng bỏ gì không. Vì sao chúng ta hỏi điều đó? Bởi vì như một bài trước chúng ta đã chia sẻ đó, hầu hết 80% bệnh tật trên thân thể này nó đến từ bệnh về tinh thần. Bệnh về tinh thần. Một người quá lo lắng sẽ sinh ra bệnh trong thân thể. Một người sống quá lâu trong sự cay đắng giận hờn sẽ sinh ra bệnh trong thân thể. Anh em nhìn thấy điều đó quá thật luôn ở trong cuộc đời này. Đâu có cần gì mà mình phải nghi ngờ hỏi han pháo vậy. Cho nên tại sao mình phải khai thác cái đời sống tuổi thơ? Tại sao? Bởi vì tuổi thơ nó là cái tuổi mà con người dễ tổn thương nhất, ít có sự bảo vệ nhất ngoài cha mẹ. Mà nếu như không có sự bảo vệ thì chắc chắn rồi Sátan nó sẽ lợi dụng những cái thứ như là tổn thương, chà đạp, lạm dụng. Đối với những bé gái thì bị hiếp dâm, bị lạm dụng tình dục, đúng không ạ? Đối với những bé trai thì bị chà đạp, bị mắng chửi. Trong những gia đình nữa, ví dụ như gia đình có ly hôn, ly dị, thì cái tuổi thơ chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mở cửa để quyền lực tối tăm bước vô và gieo bệnh tật cho họ trong khi họ trưởng thành. Đó là lý do mình phải khai thác. Mình hỏi về tuổi thơ, anh chị em ha. Sau khi mình hỏi về tuổi thơ xong thì mình hỏi tiếp liên quan đến cái thời gian trước khi cái người đó tiếp nhận Chúa Giêsu. Vì cái thời gian trước khi tiếp nhận Chúa Giêsu thì người đó sống trong sự thiếu hiểu biết, sống trong thế giới tối tăm, có thể sống trong tội lỗi. Và bởi sự thiếu hiểu biết, tối tăm, tội lỗi đó, người đó có thể vô tình mở cửa cho nhiều thứ bước vào đời sống mình và gây lên bệnh tật. Đó. Ví dụ mình phải hỏi, thế trước khi anh tin Chúa anh có uống rượu bia không? Anh có nhậu nhẹt không? Trước khi anh tin Chúa anh có quan hệ với đĩ điếm không? Trước khi anh tin Chúa anh có sống trong một cái môi trường mà đầy dẫy những cái con người độc ác, gian tham, giang hồ đồ không? Đó, mình hỏi những cái thứ đó để làm chi? Mình biết được một số manh mối và những cái manh mối đó mình phải ghi lại trên tờ giấy. Để gì? Cái lời cầu nguyện của mình sau đó, nó được chính xác, hiệu quả và đánh thẳng vào cơ quan đầu não của kẻ thù. Anh em hiểu không ạ? Đó. Rồi sau khi mình khai thác một số thông tin liên quan như vậy rồi đó thì mình hỏi thêm một số thứ nữa. Nơi sinh, tuổi, đúng không ạ? Nơi sinh, tại sao mà hỏi nơi sinh? Bởi vì cái nơi chốn cũng rất là quan trọng. Cái nơi chốn nó nói lên cái môi trường sống và cái bầu không khí thuộc linh mà người đó đã bị ảnh hưởng. Tôi nói ví dụ ha, nếu người đó sinh ra ở phía Bắc thì anh em biết rồi đó, phía Bắc á, thì thờ hình tượng rồi lên đồng rồi liên quan ma quỷ rất là nhiều. Đây là cái nôi, không, mình phải nói thật vậy. Nói thật, thực tế là như thế. Anh em nhìn thấy trong những buổi Zoom cầu nguyện là biết rồi. Tất cả những anh chị em đến giải cứu về phía Bắc á, là hầu hết liên quan đến lên đồng, mở phủ, đòi bát nhang, với lại là hầu đồng, nói chuyện ma quỷ. Và cuối đời nó gieo bệnh, gieo tật, gieo ung thư, gieo viêm khớp, gieo bại liệt, gieo huyết áp tiền đình, mất ngủ, ác mộng, các loại hết. Và khi đuổi quỷ đi thì họ được chữa lành. Bởi vì cái nơi sinh nó nói lên cái tình trạng thuộc linh họ bị ảnh hưởng như thế nào. Còn nếu người đó nói tôi sinh ra ở miền Tây thì em biết rồi, miền Tây là cái nơi đặc biệt là gì? Hởn tí là uống bùa. Hởn tí uống bùa. Đau đầu cũng đi uống bùa, đau bụng cũng uống bùa, mất ngủ cũng uống bùa, cái gì cũng uống bùa hết. Tôi đã từng gặp những người miền Tây uống bùa đến mức độ mà bây giờ đến hội thánh cầu nguyện giải cứu là người nó mềm như cọng bún luôn rồi, không còn biết gì cả. Đó, những cái đó nó cho mình một số thông tin để mình suy nghĩ xem anh này chị này bị cái này chắc có lẽ liên quan đó ha. Và bắt đầu khi nói nơi sinh thì bắt đầu mình mới hỏi, mình mới hỏi ngay. Nếu mà anh nói tôi sinh ra sống lớn lên ở miền Bắc, hỏi ngay cha mẹ có đội Bắc Nhan không, có đi mở phủ cái dân anh cho tà thần không, có ghi tên anh vào sớ không, có anh tên anh có dính vào cái điện gì không, hỏi ngay. Đây là những cái manh mối mà chúng ta khai thác, phải không ạ? Nó có lý do của nó để mình hỏi những điều này. Đó là khai thác thông tin. Đó, tuổi cũng phải khai thác. Tại vì sao? Đơn giản thôi à. Tuổi càng cao á, thì nan đề nó càng lậm vô càng sâu. Tuổi càng nhỏ đó thì nan đề nó càng ít, nó ít liên quan. Dù như người có gia đình chưa có gia đình là khác nhau, mà nó ít liên quan. Dù một người đã có gia đình rồi thì chắc chắn anh chị em phải hỏi vợ và chồng họ như thế nào, tại vì nó có liên quan. Hai người làm một, biết đâu được cái bệnh của anh này chị này nó liên quan đến người chồng người vợ của anh ấy. Từ đó mà ra thì sao? Gọi là thông linh. Có những trường hợp mình cầu nguyện cho người vợ là anh chồng té cái rật luôn là được giải cứu luôn, cầu nguyện cho anh chồng là người vợ được giải cứu luôn. Đó là trường hợp thông linh. Cho nên chúng ta cần phải có những cái am hiểu nhất định như thế này để giải quyết một số vấn đề, không ạ? Có gia đình chưa? Người độc thân khác mà người có gia đình là khác, cách tiếp cận chúng ta khác, hỏi khác, các anh chị em ha. Rồi sau khi đó rồi thì mình phải hỏi tiếp một vấn đề nữa là cái tôn giáo mà anh đã theo. Rồi cái tình trạng đức tin hiện nay cũng phải hỏi. Anh đến chữa bệnh, anh đến để được cầu nguyện Chúa giúp đỡ, nhưng mà đôi khi á, cái người cầu nguyện là cứ tưởng rằng cái người này chắc là tin Chúa ok rồi, có đức tin rồi, mà quên khai thác điểm này. Phần lớn anh chị em, những người đến cầu nguyện chữa lành thì phần lớn họ có vấn đề về đời sống đức tin, vấn đề về giáo lý, vấn đề về cái đời sống tâm linh. Mình phải hỏi anh chị có đọc Kinh Thánh được không, có hiểu Kinh Thánh không, có cầu nguyện được không, có cầu nguyện có buồn ngủ không, hay là đời sống tâm linh anh chị đã tin Chúa bao lâu, có tăng trưởng không. Những cái đó cho chúng ta được một số những cái manh mối để chúng ta cầu nguyện cho nó đúng, không ạ? Mình nhận định căn bệnh đến từ đâu. Giống như tiên tri TB Joshua nói, nếu anh chị muốn thịnh vượng, cái nơi cần thịnh vượng đầu tiên là đời sống tâm linh. Cho nên khi mà mình khai thác đời sống tâm linh á, mình sẽ hiểu được một vài cái nguyên nhân dẫn đến căn bệnh và nan đề của họ hiện nay. Thường là như vậy. Một đời sống tâm linh sa sút rất dễ mở cửa cho quyền lực tối tăm và bệnh tật. Một đời sống tâm linh không gần gũi Chúa thì màn bảo vệ đã bị cất đi. Và đó cũng là manh mối để cho chúng ta biết cách tư vấn, biết cách cầu nguyện cho nó chính xác. Đôi khi Đức Chúa Trời muốn phục hồi đời sống tâm linh người ta trước khi chữa lành thân thể người ta thì sao? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhạy bén. Anh em học bài lời nói cái tri thức rồi phải không ạ? Chúng ta cần nhạy bén để Chúa có thể qua chúng ta cho những lời khuyên, cho những lời tri thức, cho những cách thức để giúp đỡ người ta một cách chính xác và không phải vội vàng và không phải tiếc nuối sau khi người đó đi về. Ok, rồi nói chung về khai thác thông tin thì anh chị em có thể nghĩ thêm ra những cái gì mà Chúa Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em cứ hỏi, cứ ghi, không sao cả. Không có một cái công thức nào ở đây cả. Tôi có một cái câu Kinh Thánh rất là hay mà ở trong Kinh Thánh nói trong Dân chương 2 câu 5 đó. Anh em nhớ câu chuyện mà dự tiệc cưới ở Cana thì người ta hết rượu rồi và mẹ Chúa Giêsu thì nói rằng con ơi, người ta hết rượu rồi. Chúa nói là việc này liên quan gì đến bà đâu, bà đừng, anh giờ ta chưa đến. Và Mary mẹ của Chúa nói một câu rất hay, không hay không? Nói như này, người biểu chi hãy vâng theo cả. Có nghĩa là gì? Không có công thức trong cái chuyện này. Chúng ta hãy nhạy bén lắng nghe Chúa. Chúa dẫn dắt mình hỏi cái gì, mình hỏi cái đó nữa thêm, không sao hết. Ngài biểu chi hãy vâng theo. Anh em nhớ, Ngài biểu chi hãy vâng theo. Cái sự này là cái sự nhạy bén. Những gì tôi vừa chia sẻ cho anh em chỉ là những cái căn bản thôi. Những căn bản mà có thời gian thì mình nên hỏi, nên ghi. Đây là những cái điều mà trong ban tư vấn của Nhà Muôn Dân hay làm, ở cái buổi bồi linh hay làm, những cái buổi nhóm cầu nguyện và mỗi Chủ nhật hay làm. Anh em thấy đó, để làm chi à? Để giúp cho bệnh nhân chúng ta có được nhận được những lời cầu nguyện chính xác, những lời cầu nguyện mà hợp lý, những lời cầu nguyện mà hiệu quả. Phải không anh em? Đây là cái cách mà chúng ta tiến hành. Rồi sang bước thứ hai, dựa vào những cái thông tin mà chúng ta thu thập được đó, thì chúng ta định hình một cái cách cầu nguyện. Cách cầu nguyện vì sao? Thế nào đây? Tại sao lại định hình cái cách cầu nguyện? Tại vì đối với mỗi tình huống đó, chúng ta có những cái cách cầu nguyện khác nhau. Có những cách cầu nguyện khác nhau. Cầu nguyện có thể là truyền lệnh, có thể là thỉnh cầu Chúa để làm, hoặc là truyền ra một mạng lệnh trong danh Chúa Giêsu, đúng không ạ? Nhiều cách. Hoặc là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn, hoặc là khai phóng một lời tri thức, hoặc là nói ra những lời tư vấn. Rất là nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào cái kết quả mà anh em nhận được và Chúa dẫn dắt. Đó. Cho nên ở đây tôi lại nhắc lại một cái vấn đề, đó là gì? Kinh Thánh không có mô hình hóa một cái cách nào đó cho chính xác. Chúng ta phải cầu nguyện cho người bệnh như thế nào, Kinh Thánh không có nói nha anh chị. Kinh Thánh chỉ nói là Ngài ban cho quyền năng phép tắc cho các môn đồ để đi chữa bệnh đủ quỷ. Trên cái mà chúng ta nhắc nhau ở đây là gì? Chúa không sai chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, nhưng Chúa sai chúng ta chữa lành người bệnh. Anh em nhớ ha, chữa lành cho người bệnh. Và cái cách chúng ta cầu nguyện cho người bệnh như thế nào là phụ thuộc vào cái chuyện là Chúa dẫn dắt chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện lời cầu nguyện đó và người bệnh được lành. Anh em hiểu ấy. Cầu nguyện sao cũng được hết đó, miễn sao người bệnh được lành. Vì bệnh được lành là mục đích, chứ không phải cầu nguyện cho người bệnh là mục đích. Không phải rằng là 100 người đến với hội thánh chúng ta phải cầu nguyện hết cho đủ 100 người là chúng ta đã xong nhiệm vụ. Không phải. Cái đó là mình nghĩ sai rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chữa lành cho người bệnh. Người bệnh phải được lành, đó là mục đích. Còn cầu nguyện như thế nào là Chúa Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta dựa vào những thông tin chúng ta khai thác. Đừng đặt sự cầu nguyện làm mục đích. Đừng nghĩ rằng là chúng ta vỗ tay ăn mừng anh em ơi, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người. Không phải, đừng mừng vì điều đó, mà mừng vì anh em ơi, chúng ta ăn mừng bởi vì hôm nay tất cả người chúng ta cầu nguyện đều được lên. Hãy mừng, hãy tạ ơn Chúa. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cho nên hãy nhớ nha, nhắc lại mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh của Chúa là các ngươi hãy đi chữa lành người ta, chữa lành người bệnh. Ai đặt tay lên người bệnh sẽ lành. Đây là cái điều mà chúng ta phải ghi nhớ. Đôi khi chúng ta quên cái chỗ này. Chúng ta chỉ làm thôi, làm cho nó có thôi, còn cái kết quả làm sao mình không quan tâm. Không được, phải không ạ? Không được. Chúng ta cần phải biết đó là cái quy ước, quy ước mà chúng ta nhận lãnh đến từ Chúa đó. Và khi mình cầu nguyện cho người bệnh thì chúng ta cần phân biệt. Chúa Giêsu cũng cho chúng ta những tấm gương, đúng không ạ? Chúa không cầu nguyện cho người quỷ ám giống như cách Ngài cầu nguyện cho người bị bệnh hoặc tổn thương. Khác nhau hoàn toàn, anh em để ý sẽ thấy, đúng không ạ? Ngài làm mẫu những việc cần làm cho chúng ta thấy. Có những cái bệnh chữa lành tức thì, cũng có những cái bệnh là không tức thì. Trong Kinh Thánh có ghi. Có những cái bệnh Ngài cầu nguyện có một lần, nhưng có những cái bệnh Ngài cầu nguyện tới hai lần. Anh em thấy không ạ? Có ghi. Giống anh mù đó, Chúa cầu nguyện lần đầu tiên, rồi sau đó Chúa hỏi anh mù, ngươi thấy gì? Thấy chưa? Anh mù nói, con thấy rồi. Thấy người ta đi như cái cây, nghĩa là thấy mà thấy mờ mờ. Chúa đặt tay một lần nữa, thì Kinh Thánh chép là ông được lành hoàn toàn. Cho nên Chúa Giêsu cho chúng ta rất là nhiều cái cách thức để cầu nguyện. Cầu nguyện cho người quỷ ám khác, cầu nguyện cho người bị bệnh, cầu nguyện cho người tổn thương, cầu nguyện cho người tội lỗi, nó khác nhau hoàn toàn. Đó là cái cách mà chúng ta và Ngài cũng làm rất là nhiều cái kiểu mà chúng ta cảm thấy là đôi khi là rất là khác lạ. Anh em thấy không? Có lúc đó thì Ngài hòa bùn trét vào mắt người ta, có lúc thì Ngài nhổ vào tay rồi Ngài trét lên mắt người ta, có lúc thì Ngài đặt tay lên người ta và người ta được lành, có lúc thì Ngài truyền một mạng lệnh và người ta được lành. Anh em thấy không ạ? Cách cầu nguyện nó khác nhau hoàn toàn, nó không có cái gì giống và không có một công thức nào cả. Anh em thấy giờ. Cho nên ở đây đó, tùy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà chúng ta có những cách cầu nguyện khác nhau. Đó. Nhưng ở đây tôi chia sẻ cho anh chị em một vài cái cách để anh em có thể tham khảo. Tùy từng trường hợp, đúng không? Tùy từng trường hợp. Trường hợp đầu tiên, sau khi phỏng vấn xong, tất cả mọi thứ xong, anh chị em thấy không biết phải làm gì, vì anh em chưa tìm ra cái manh mối nào cả. Có chứ. Đúng không? Sau khi phỏng vấn người ta xong rồi, anh em ngồi vắt đầu này suy nghĩ, nhưng mà anh em không tìm thấy một cái manh mối gì. Nhưng mà dĩ nhiên người ta đến thì mình phải cầu nguyện, chứ không lẽ mình nói thôi giờ anh chị về đi, tôi chưa có manh mối gì, sao được? Đâu có được. Trường hợp thứ nhất anh em nhớ nha. Đối với trường hợp đó anh em sẽ cầu nguyện nhờ cậy Đức Thánh Linh. Anh em sẽ cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con mời Chúa Thánh Linh đến đây với con giờ này. Con nhờ cậy Chúa Thánh Linh hãy bày tỏ trong trường hợp của người này cho con. Chúa Thánh Linh ơi, hãy ban thần khôn ngoan thông sáng, ơn tri thức khôn ngoan để con biết phải cầu nguyện như thế nào cho người này, cho người chị em, cho người anh em này. Rồi sau đó anh em có thể lắng nghe một chút, chờ đợi một chút ở trong tâm thần, và tôi tin Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu dẫn dắt. Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu dẫn dắt anh chị em về điều này điều kia. Không ạ? Đây là trường hợp khác. Có những lúc mình cầu nguyện lời cầu nguyện thỉnh cầu. Lời cầu nguyện thỉnh cầu là lời cầu nguyện mà mình hướng trực tiếp đến Chúa, nhờ Chúa giúp đỡ. Chúa giúp đỡ mình, mặc khải cho mình, ban ơn cho mình, mở cho mình hiểu về những cái vấn đề đằng sau, cái nan đề, cái bệnh tật của người kia. Đó là lời cầu nguyện thỉnh cầu. Có chứ không phải không có anh chị em nha. Nhưng có một loại khác nữa. Sau khi mình đã nhận được chỉ thị từ Chúa, mình biết rằng Chúa cho mình biết chắc cái vấn đề của người ta, đằng sau cái vấn đề của người ta là gì, là bệnh hay một con quỷ hay là như thế nào, thì mình chuyển ngay sang một lời cầu nguyện mệnh lệnh. Anh em hiểu ấy, mệnh lệnh nghĩa là bây giờ anh em không còn xin nữa, anh em cũng không còn hướng đến Chúa nữa, vì mình biết rồi mà, Chúa cho mình biết rồi mà. Thì mình dùng cái thẩm quyền được ủy nhiệm của Chúa, mình truyền lệnh. Ta nhân danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho cái khối u này, ta truyền lệnh cho cái cục đau này, ta truyền lệnh cho căn bệnh này, mày phải rời khỏi thân thể này ngay lập tức. Hoặc là nhân danh Chúa Giêsu, hỡi ma quỷ, ta biết mày là linh ô uế ở nơi này, mày gieo bệnh tật cho người này, mày là linh đồng cốt, ta thuộc mày ở trong người này, ta ra lệnh cho mày phải rơi khỏi thân thể của người này lập tức. Truyền một mạng lệnh ngay. Khi anh em đã có đức tin và nhận được cái sự bày tỏ mật khải hướng dẫn của Chúa Thánh Linh về một cái điều cụ thể nào mà anh em đoán định rằng cái vấn đề đó nó là nguyên nhân, cái chuyện đó nó là nguyên nhân của bệnh tật của cái bệnh nhân, thì anh em lập tức nhân danh Chúa Giêsu ra một mạng lệnh. Anh em hiểu không ạ? Trong danh của Chúa có quyền năng. Và cái mạng lệnh này anh chị em được phép lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải giới hạn số lần đâu. Trong danh Giêsu mày Sátan phải đi, trong danh Giêsu tao bảo mày phải đi. Anh chị em biết tại sao mình nói nhiều lần đối với trường hợp không? Tôi giải thích cho anh chị em, tôi giải thích cho anh chị em nha. Có những hòn đá đó, anh em đập khoảng 5 cái nó bể. Anh em cầm búa nè, anh em đập 5 cái nó bể. Nhưng có những hòn đá lớn hơn đó, anh em phải đập tới 100 cái nó mới bể. Và trong thuộc linh cũng giống vậy. Có những thứ anh em truyền lệnh một lần nó đi, truyền lệnh 2 lần nó đi. Nhưng có những thứ anh em phải truyền lệnh chục lần, 30 lần, 50 lần, thậm chí mấy ngày trời thì nó mới giải quyết được. Thậm chí cầu nguyện mấy lần sau thì nó mới giải quyết được. Nó giống như đời thật thôi thưa ông bà anh chị em. Càng đập, càng truyền lệnh, càng ra lệnh thì vấn đề nó càng yếu đi. Con quỷ cũng vậy. Anh chị em phải biết rằng mỗi lần anh chị em truyền lệnh cho ma quỷ là nó bị hành hạ. Lửa nó phun ra đốt con quỷ đó. Con quỷ đó nó nóng, nó chịu không nổi. Cho nên anh chị em đừng dừng lại cho đến khi người kia thấy được sự cải thiện. Đừng dừng lại. Trong danh Giêsu quỷ mày đi, người đó đã non đói. Trong danh Giêsu mày ra hẳn khỏi người đó. Tao bảo mày ra, đi đi, cứu đi. Tao quở trách mày, hỡi con quỷ ô ấy kia, đi. Thì con quỷ nó lăn lộn, nó khó chịu và đến khi nó phải ra. Anh em vậy, đừng giới hạn số lần truyền lệnh. Mình phải truyền lệnh, mình phải làm cho đến khi nạn nhân đó được bình phục, được Chúa bình phục. Đây là cái điều rất là quan trọng để cho anh chị em nắm bắt, để khi mình thực hành mình cầu nguyện. Đây là cái chỗ mà mình thấy. Rồi, một cái kinh nghiệm nữa trong cái lúc cầu nguyện, không ạ? Trong lúc cầu nguyện, đây là những cái kinh nghiệm mà chia sẻ cho anh chị. Thì trong cái lúc cầu nguyện á, thì trước khi mình cầu nguyện mình cũng có thể nói với người ta. Đó là nói với người ta. Ví dụ như anh chị ơi, giờ anh nhắm mắt lại đi, để ý đến thân thể của mình. Khi tôi cầu nguyện á, có điều gì xảy ra anh chị phải nói nha. Thì thường đó anh chị, thường là nhiều người sẽ thấy nóng lên, thấy điện chạy, thấy tiếng kêu, thấy có cơn mát mẻ, rồi cơn đau biến mất, đúng không ạ? Nó có những cái biểu hiện. Còn có người thì nôn ói, có người thì co giật, có người thì rung bần bật, có người thì toát mồ hôi, có người thì dựng tóc gáy lên. Nhiều trường hợp khác nhau lắm. Nhưng mà đối với những người mà đến cầu nguyện lần đầu tiên đó, thì họ đâu có kinh nghiệm những cái cảm giác này. Cho nên là đôi khi là họ sao? Họ sợ. Ôi cái gì xảy ra trên cơ thể tao phải không ạ? Vì vậy trong kinh nghiệm á, anh chị em cũng có thể giải thích những này cho người ta trước, bằng cách nói là: anh chị ơi, khi tôi cầu nguyện trong danh Chúa đó, thì Thánh Linh sẽ tác động đến thân thể anh chị. Có thể nóng nè, có thể có dòng điện chạy nè, có thể chỗ đó sẽ mát nè, chỗ đó sẽ nó có một gì đó khác lạ nè, có giật nè, anh chị cũng có thể nôn ói nè, hắt xì hơi nè, ngáp nè, ra mồ hôi nè. Anh chị đừng ngại nha. Mà khi có những điều đó nó thể hiện, anh chị hãy nói để tôi biết nha, tôi biết để tôi cầu nguyện cho nó đúng hướng. Anh em hiểu không? Mình hoàn toàn có thể gợi mở những cái điều đó. Điều đó là bình thường trong cái thế giới chữa lành bởi cái quyền năng của Thánh Linh. Đối với những cái nơi không thực hành những điều này, không có hoạt động trong thế giới linh, thì thấy nó sợ hãi, đúng không? Nó sợ có cái gì xảy ra vậy, ma quỷ à? Không đâu, không phải đâu. Đây là quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi quyền năng của Đức Thánh Linh chạm đến thân thể một người thì chắc chắn sẽ xảy ra những phép lạ trên người đó. Xảy ra những phép lạ đó. Cũng có thể là những người đó sau khi cầu nguyện người ta không cảm thấy gì cả, chỉ thấy cái bệnh mình nó giảm đi thôi. Không sao, rất tuyệt vời, không vấn đề, cứ cảm ơn Chúa, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Cũng có trường hợp cầu nguyện xong chưa thấy cải thiện gì cả, nhưng mà vài ngày sau đó thì sẽ được cải thiện. Hãy khích lệ người ta những trường hợp như vậy, thưa anh chị em. Hãy khích lệ nha. Đừng bao giờ để người ta vô tín. Đừng bao giờ anh chị em phạm sai lầm mà nói với người ta như thế này: anh chị ơi, khi tôi cầu nguyện đó, hãy có dòng điện mà chạy trong người anh chị em, hoặc anh chị em nóng lên đó, là anh chị em biết chắc là Chúa chạm và chữa lành đó nha. Còn khi mà chưa có thì chưa được đâu nha. Anh chị em đừng phạm sai lầm mà nói với người ta câu đó, bởi vì điều đó không có chuẩn mực nào trong Kinh Thánh. Chúa có thể chữa và biểu hiện Ngài trên cơ thể những con người là khác nhau. Có người nóng, có người mát, có người nôn, có người không nôn, có người không cảm giác gì cả, nhưng quan trọng cuối cùng họ được lành. Tôi đã từng kinh nghiệm những người như thế, cầu nguyện không có gì hết đó, không gì xảy ra, nhưng mà lành. Thì vỗ tay ngợi khen Chúa. Đâu có phải là cứ phải kịch tính thì mới lành đâu, không ạ? Nhưng mà nó có trường hợp này và nó có lẫn trường hợp kia, cho nên mình cũng phải giải thích cho người ta. Nhưng mà đừng bao giờ đưa người ta vào một cái khuôn nào cả, để cho người ta nghĩ rằng: ô, tôi không thấy điện chạy, tôi không thấy nóng, tôi cũng không thấy mát, không thấy nôn, thấy ôi, chắc thôi xong rồi này, chắc Chúa không chữa tôi rồi. Đây là chỗ rất dở, thưa anh bạn chị nha. Hãy tránh mắc sai lầm này. Rồi, một trường hợp khác nữa đó, khi cầu nguyện xong mà người ta không thấy cải thiện gì thì mình trinh dẫn Kinh Thánh ngay, đúng không ạ? Cũng có khả năng đó, ngày hôm sau Chúa sẽ chữa lành cho anh, tháng sau Chúa sẽ chữa lành cho anh, tuần sau Chúa sẽ chữa lành cho anh. Bây giờ thì sự chữa lành đang đến. Và anh chị em nghe bài giảng của tôi rồi phải không ạ? Tại sao Chúa trì hoãn sự chữa lành? Nó có lý do. Cái gì nó cũng có lý do, và lý do của Ngài luôn làm ích cho chúng ta. Anh chẳng phải giải thích cho người ta như thế. Trong Roma chép như thế: mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Quan trọng là mình phải khích lệ đức tin của người cần Chúa. Đừng bao giờ khiến họ thất vọng. Đừng bao giờ mà họ rời khỏi anh chị em mà họ nghĩ rằng rồi xong rồi, ông mục sư đó, người đó nói thế này thì tôi hết hy vọng rồi, là anh chị em thất bại trong chức vụ của mình. Không, người đó phải tràn đầy hy vọng, và người đó phải biết rằng Chúa đang làm việc trên họ. Dù họ có cảm nhận hay không cảm nhận gì không quan trọng. Vì sao anh chị em biết không? Vì sự chữa lành của chúng ta không dựa lên cảm giác mà dựa lên lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu hứa rằng: bởi lần roi ta chịu mà bệnh con được lành. Chúa Giêsu nói rằng: ta đã gánh mọi bệnh tật của con trên cây thập tự. Con Đức Chúa Trời là ta hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ, và một trong những công việc ma quỷ là bệnh tật. Vì sự chữa lành của mình dựa trên lời của Chúa. Amen chưa anh chị? Chà, bài giảng hôm nay hơi dài, chắc có lẽ là mình phải chia làm đôi mới được anh chị ạ, chứ bây giờ mà nói hết thì có lẽ là không kịp thời gian nha. Tôi chỉ nói thêm một chút này nữa thôi là mình kết thúc ở đây. Thứ tư tuần sau mình sẽ bắt đầu tiếp. Amen đó. Rồi một trường hợp có thể xảy ra nữa như thế này anh chị em, ngay tức thì có thể xảy ra là anh chị em cầu nguyện một cái chân đau, đúng không ạ? Một cái chân đau, cầu nguyện xong cái chân người ta đau hơn, hoặc là nó chạy sang bên này nó đau. Còn quỷ trên lưng thì nó chảy xuống đầu nó đau, và nó đau hơn. Anh em có bao giờ chạm trán những trường hợp đó chưa? Tôi đã từng có cầu nguyện cho một người như thế rồi, đặt tay lên chị ấy cầu nguyện xong chứ nó bây giờ nó đau quá, chịu không nổi, nóng quá, chịu không được, không thể nào chấp nhận được. Và người ta nghĩ, bắt đầu người ta nghĩ ô, chắc là Chúa phạt mình hay là cái gì đây chứ làm sao mà trước khi tôi cầu nguyện thì nó đau ít mà bây giờ cầu nguyện rồi nó đau nhiều. Đây cũng là một tình huống trong cái kinh nghiệm để tôi chia sẻ cho anh chị. 99,99% trong những trường hợp đó là có một tà linh đằng sau bệnh tật. Tôi nhắc lại nha, điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Khi em cầu nguyện cho một người bệnh, dụ như đau khớp, đau lưng, đau cái gì đó, mà anh em cầu nguyện xong, ra lệnh xong thì cơn đau nó dữ dội hơn, cơn đau nó tàn độc hơn, nó chạy sang chỗ này, nó chạy vô cái con. Lần bữa trước, mấy lần trước đó, tôi cầu nguyện cho một cái chị kia, chị ung thư của khối u, cầu nguyện cho khối u bên phải nó chạy sang bên trái, nó nằm, nó mở sang bên đây, và tôi biết rồi. Biết gì anh em biết không? Có con quỷ đằng sau cái bệnh đó. Và khi tôi trương lệnh cho con quỷ thì chuyện nôn ói, wow, xa la, hét mửa ra đây hết, và tình hình được cải thiện. Đây là kinh nghiệm. Cho nên khi mình cầu nguyện mà gặp trường hợp đó, đừng bỏ cuộc, đừng sợ, khích lệ người ta và bắt đầu sao ạ? Anh em chuyển từ cái chuyện lệnh cho bệnh tật chuyển sang lệnh cho ma quỷ. Tao bảo mày quỷ đau đớn, tao bảo mày quỷ gây đau đớn kia, quỷ gây phiền não kia, tao bảo mày ra khỏi thân thể người ta, tao truyền lệnh mày đi, đi ra khỏi đầu gối, đi ra khỏi lưng. Anh em truyền lệnh như thế, anh em sẽ thấy biểu hiện của Sátan. Còn quỷ nó ở đằng sau căn bệnh đó, còn quỷ là nguyên nhân của căn bệnh đó. Tại sao mà nó biểu hiện như vậy anh em biết không? Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, bởi lửa của Đức Thánh Linh khiến cho nó khó chịu. Ví dụ anh em truyền lệnh, ta truyền lệnh cho khối u này, ta truyền lệnh cho cái chứng viêm khớp này, cơn đau này, đi đi, thì con quỷ mà gây ra khối u, gây ra viêm khớp đó bắt đầu nó bị cột trói, nó bị tác động, nó bị lửa Thánh Linh thiêu đốt, cho nên nó khiến cho người ta đau đớn hơn. Nó làm cho người ta đau đớn, và anh chị em phải có sự hiểu biết, đúng không? Lập tức chuyển từ truyền lệnh cho căn bệnh chuyển sang truyền lệnh cho con quỷ, và con quỷ đó nó xuất đi thì người ta sẽ hoàn toàn bình phục. Và đây là cái kinh nghiệm trong cái sự cầu nguyện. Cho nên bước thứ hai, chọn cách cầu nguyện, nó phụ thuộc vào cái chỗ mình khai thác thông tin, đúng không? Phụ thuộc vào mình khai thác thông tin, và nó phụ thuộc vào tùy từng bệnh nhân, tùy cái nan đề của người ta. Bệnh tật, tổn thương nó khác, ma quỷ cầu nguyện khác. Trong những trường hợp tổn thương thì anh em phải xin sự cộng tác của cái người bệnh đó nữa. Cộng tác điều gì? Là chính người bệnh phải cầu nguyện một lời cầu nguyện tha thứ cho người làm tổn thương mình. Anh em hiểu không? Phải mở miệng ra. Tôi trong hội thánh tôi hay nói là khi mà Chúa bày tỏ cho tôi biết chị có sự tổn thương, có sự cay đắng, giờ anh chị hãy mở miệng tha thứ nha, mở miệng nói tha thứ cho người A, người B, người C nha. Và phải nói cho bệnh nhân phải mở miệng ra, tự họ cầu nguyện tha thứ. Khi sự tha thứ đã được xác định, ấn chứng bởi Đức Thánh Linh thì sự chữa lành sẽ đến tức thì. Nếu cho họ làm điều đó, rất khó để họ được chữa lành. Hiểu không ạ? Đây là cái chỗ rất là quan trọng. Cho nên chị em, cái bước mà chọn lựa cách cầu nguyện này nó phụ thuộc vào cái thông tin ban đầu mà mình khai thác. Như vậy buổi tối hôm nay chúng ta đã đi được mấy bước anh chị em? 2 bước. Chúng ta còn 3 bước nữa. Chúng ta sẽ nói vào thứ tư tuần sau, được không anh chị em? Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Những cái điều này anh chị em hãy ghi lại và thực hành. Hãy ghi lại và thực hành. Đó, nó nhiều cái mà để chúng ta có thể lắm, để cầu nguyện cho người bệnh lắm, phải ghi lại. Đó, phá vỡ sự rủa xả, phá vỡ một lời thề, đuổi một tà linh, lệnh cho một bệnh nó phải rời đi, rồi nhận lấy lời tri thức, lời khôn ngon từ Thánh Linh, rồi sử dụng những lời tri thức đó trong lời cầu nguyện cho người ta, nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói tóm lại, hãy cộng tác với Chúa Thánh Linh. Ngài biết rõ cần phải làm gì trong những trường hợp cụ thể anh chị em nha. Còn nói thiệt với anh chị em, để ghi ra những công thức, cách thức, tôi nghĩ nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi, để cho chúng ta có sự hiểu biết nhất định thôi. Còn thực chất như tôi nói, chúng ta đang đồng hành và làm việc cùng với Chúa, chúng ta không làm một mình. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy 490 anh chị em đang có mặt ở nơi này. Tôi rất vui mừng vì buổi tối hôm nay anh chị em có mặt ở nơi này rất là đông. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ban phước cho lời của Ngài, để cho tất cả anh chị em đều trở thành những người chuyên gia cầu nguyện cho người bệnh trong danh Chúa Giêsu. Đây là điều mà lòng tôi ao ước. Càng nhiều người cầu nguyện thì càng nhiều người được chữa lành, và danh Chúa càng được vinh hiển. Đất nước chúng ta mới nhìn thấy quyền phép của tin lành là thế nào. Amen anh chị em. Cái đó là cái mà chúng ta ao ước và mong đợi. Đừng giới hạn. Anh chị em 490 anh chị em ở nơi này, ai cũng có thể đặt tay cầu nguyện cho người bệnh hết. Đừng sợ, hãy cầu nguyện đi. Họ sẽ được lành, bởi vì không phải anh chị em tài năng, không phải năng lượng của anh chị em, mà Chúa Giêsu làm cùng anh chị em. Amen chưa? Đây là cái bí quyết của chúng ta. Hãy có đức tin. Hãy có đức tin. Nếu cầu nguyện 10 người chưa lành, người thứ 11 sẽ lành. Cầu nguyện cho người thứ 500 không lành thì 501 sẽ lành. Hãy kiên trì. Amen chưa anh chị em? Cảm ơn Chúa ha. Thật tuyệt vời. Wow, xin Chúa sức giàu cho anh chị em giờ này. Và bây giờ nè, chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện nè. Cầu nguyện nè. Ok chưa? Đó. Dụ như bây giờ tôi cầu nguyện cho anh chị em trên live stream này, rõ ràng tôi đã bỏ qua bước 1 rồi, vì tôi không thể gặp anh chị em để khai thác từng người, để thông công với từng người, để tư vấn từng người, đúng không ạ? Chúng ta bỏ qua bước 1. Và những cái bước 1 này nó chỉ được làm ở trong những đại hội bồi linh, trong buổi nhóm chủ nhật, buổi nhóm trực tiếp các nhóm tế bào thôi, đúng không? Chứ còn như trên live stream này thì tôi làm gì? Tôi nhờ cậy hoàn toàn Chúa Thánh Linh. Tôi đâu biết anh chị em, tôi đâu có biết ông bà anh chị em bị cái gì rồi, quá khứ làm sao, gia đình sao, tôi đâu biết. Tôi chỉ biết là nhờ cậy Thánh Linh. Cho nên tôi luôn luôn nói, Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến giờ này, hãy đến với anh em con giờ này, vì Ngài biết rõ anh em con bị điều gì. Hãy giúp con, hãy cho con lời trí thức, cho con lời khôn ngoan để con có thể nói ra và anh em con được lành. Anh em thấy mà tôi hay nói lời tri thức, phải là lời khôn ngoan, và anh em nghe và nhận cho mình phải được lành. Đó, giống như cái bà cụ gì bữa trước á, bà nằm trên giường mà phải là tôi cũng live stream như anh chị em buổi tối hôm nay thôi. Nhưng mà tự nhiên Chúa cảm động tôi nói, ai nằm trên giường bệnh hãy đứng dậy, bước đi. Mà tôi đâu có thấy bà đâu, nhưng mà bạn nghe được và bạn đứng dậy, bạn bước đi. Đó là cộng tác với Đức Thánh Linh đó, thương bạn chị em. Cộng tác đấy, chúng ta cùng với Đức Thánh Linh để làm những công việc như thế. Amen anh chị em ha. Cảm ơn Ngài. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện nào. Cầu nguyện cho những người bệnh, những người đau yếu, những người tiền đình, những người đang bị bệnh tật hành hạ, những người đang bị ma quỷ hành hạ. Bây giờ là lúc chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, hãy gửi Đức Thánh Linh đến với chúng con giờ này, đến trên mình con giờ này, và mặc khải lời Ngài cho con. Vì Ngài biết rõ anh chị em con, Ngài biết rõ từng người đang kết nối qua live stream này, Ngài biết rõ từng nhu cầu của anh chị em con, Ngài biết rõ và Ngài muốn, và Ngài rất muốn chữa lành, phục hồi, ban phước cho anh chị em con giờ này. Con tin điều đó lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta truyền lệnh toàn bộ những tà linh uế linh gây bệnh tật, những tà linh đồng cốt, bói khoa, bói toán, tà thuật, những tà linh đến từ đình chùa miếu mạo, những tà linh đến từ cúng bái linh sự chết, mồ mả, nghĩa địa, những tà linh đến từ sự mê tín dị đoan, tà giáo dị giáo. Toàn bộ những tà linh này đang có mặt trên những thân thể đang ở trước màn hình này. Mày gieo lên, gây lên những bệnh tật, những linh đau đớn bệnh tật đó, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu. 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 Ta ra lệnh cho mày Sátan và các quỷ sứ hãy rơi khỏi những thân thể này giờ này. Ta ra lệnh mày rơi khỏi những thân thể này giờ này, đi đi. Mày rơi khỏi mắt họ, rơi khỏi tai họ, rơi khỏi đầu họ, rơi khỏi tim phổi của họ, rơi khỏi lục phủ ngũ tạng của họ giờ này, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Hỡi Sátan, có thẩm quyền trong danh Chúa Giêsu, có quyền năng trong danh Chúa Giêsu, ta truyền lệnh cho mày rơi khỏi thân thể họ ngay lập tức giờ này. Đi đi. Đi đi. Mọi linh tà thuật đi đi. Mọi linh phiền muộn đi đi. Mọi linh đau đớn đi đi. Mọi tà linh bất an đi đi. Mọi tà linh nổi loạn đi đi. Những linh tâm thần đi đi, stress đi đi. Những tà linh của sự cám dỗ, nhục dục đi đi. Những linh dâm dục, ô uế, chồng thuộc linh, vợ thuộc linh, đi ra khỏi thân thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố mày gieo vào trong họ giờ này, ta bảo mày ra, ra, trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của Sátan ta bảo mày trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi quyền lực của sự rủa xả ta bế cả giờ này. Rủa xả từ cha từ mẹ, rủa xả từ ông từ bà, rủa xả từ tổ tiên ngàn đời, ta bế cả giờ này trong danh Chúa Giêsu. Rủa xả trong mặt tình dục, rủa xả về mặt kinh tế, rủa xả về mặt sức khỏe, ta bế cả giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những con quỷ đó hãy rời đi. Rồi rơi, ta ra lệnh mày rơi trong danh Chúa Giêsu. Những con quỷ qua sự rủa xả, mày gieo ung thư, mày gieo những bệnh mạng tính, mày gieo những bệnh xương khớp, mày gieo những bệnh tim mạch, ta bế cái bây giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đi. Ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi, 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 rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rơi khỏi những thân thể này. Tất cả những ai đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, những ai đã bị ma quỷ hành hạ đau đớn, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, tôi công bố sự tự do, bứt phá về tự do. Mọi con quỷ đang có mặt phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ đang có mặt phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố mà gieo vào trong phổi, trong cuống họng của họ, trong bao tử, trong ruột non, ruột già, trong hành tá tràng của họ, tất cả những độc tố này bên trong đi ra trong danh Chúa Giêsu, 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 ra bằng miệng, ra bằng mũi, ra bằng hơi thở, ra bằng mắt, ra bằng tai, ra bằng mồ hôi, ra bằng lỗ chân lông, đi ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi điều từ Sátan bị hủy bỏ giờ này, hủy bỏ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi khích lệ tất cả những bạn chị em đang lắng nghe lời cầu nguyện này mà thấy có những biểu hiện của Sátan trên đời sống của mình, hãy ra lệnh cho nó rời khỏi anh chị em giờ này. Đừng bao giờ sợ và chấp nhận nó với mình. Đừng bao giờ. Hãy ra lệnh cho nó đi. Bởi vì anh chị em biết không, có thẩm quyền trong danh của Chúa Giêsu. Khi anh chị em kêu danh của Chúa Giêsu, ma quỷ phải sợ hãi, ma quỷ bị hành hạ, ma quỷ bị cột trói, ma quỷ bị phán xét trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Một lần nữa ta ra lệnh cho mày Sátan, các quỷ sứ ô uế của mày, mọi loại quỷ ô uế của mày, những quỷ kiêu ngạo, những quỷ định tội, những quỷ tranh giành, những quỷ dối trá, những con loại quỷ này ta bảo mày rời đi. Những quỷ giới hạn nghèo đói ta bảo mày rời, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những quỷ bệnh tật, những quỷ ung thư ta bảo mày rơi trong danh Giêsu. Những quỷ xung đột phá gia đình, ngoại tình, tà dâm trong danh Chúa Giêsu. Những quỷ nhục dục, nghiện ngập, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc lào, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nghiện phim đen, nghiện phim xét, ta bảo mày rơi trong danh Giêsu, 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 đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Anh em hãy chống trả nó giúp tôi. Chống trả, chống trả, chống trả, chống trả. Chống trả Sátan giúp tôi. Chống trả Sátan, chống trả Sátan trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng Sátan ngày hôm nay mày bị phán xét rồi. Mọi linh đồng cốt bối khoa, tao bẻ gãy mày. Mọi linh bùa ngải, bùa năm ông, bùa lỗ ban, tất cả các loại bùa miên, bùa tàu, tao bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này, bẻ gãy mày giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi đây anh em, hãy trục xuất nó ra, trục xuất nó ra, trục xuất nó ra. Những ai nôn ói hãy nôn ra, những ai toát mồ hôi hãy lau đi và nói rằng mày ra khỏi người tao, đi ra khỏi người tao, đi ra khỏi người tao. Những linh mất tập trung, những linh bị nói trong tâm trí, nói trong tâm trí, nói trong đầu óc, nói trong lỗ tai, tao bế gãy tà linh thông linh này, tao bế gãy bây giờ này trong danh Giêsu. Những tà linh khiến anh em phải nhìn thấy sợ hãi, hoảng sợ, tao bảo linh sợ hãi mày rời khỏi họ giờ này, rơi, 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 rơi in Jesus mighty name. Đi đi, đi đi Sátan, ta không chấp nhận mày ở lại. Ta không chấp nhận bất cứ một chỗ nào của mày trên con cái của Đức Chúa Trời. Ta không chấp nhận bất cứ một hành động nào của mày trên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Là những người đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng lời cầu nguyện này, ta nói mày Sátan, ta bẻ gãy mày Sátan. Ta nói mày Sátan, linh ô uế, ta bẻ gãy mày Sátan. Ta nói mày Sátan, linh bất an, lo lắng, sợ hãi, ta bẻ gãy mày Sátan. Ta nói mày Sátan, linh đồng cốt bối khoa, ta thuật bùa chú, ta bẻ gãy mày Sátan. Ta nói mày Sátan, linh nhục dục, đồng tính, loạn luân, loạn dâm, trong bế gãy mày Sátan. Những linh dâm dục ngoại tình, trong bế gãy mày Sátan. Những tà linh bạo hành trong gia đình, trong bế gãy mày Sátan. Những tà linh gây như xung đột trong gia đình, không tha thứ, tổn thương, cay đắng, ruồng bỏ, trong bế gãy mày Sátan. Đi đi, rơi, 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 đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta truyền lệnh toàn bộ quỷ sứ của mày phải đi đi. Lửa Thánh Linh, lửa Thánh Linh, lửa Thánh Linh. Tôi công bố anh chị em hãy nghe lời tôi nói đây, nghe tôi nói đây. Lửa Thánh Linh sẽ giáng xuống trên anh chị em từ đỉnh đầu đến gót chân. Lửa Thánh Linh nhận đi, lửa Thánh Linh. Và mọi con quỷ cấp mặt trên đời sống anh chị em phải bị phán xét giờ này. Lửa thiêu đốt mày giờ này, lửa thiêu đốt mày giờ này, lửa thiêu đốt mày giờ này. Lửa Thánh Linh, lửa Thánh Linh, lửa Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Lửa, tiếp tục lửa, tiếp tục lửa, tiếp tục lửa, tiếp tục lửa Thánh Linh. Lửa thiêu đốt mày, đi ra hết đi. Mọi độc tố, mọi ô uế, mọi điều gì đến từ Sátan đồn trú những sự ô uế đó trong thân thể anh chị em là đền thờ Thánh Linh, ta không cho phép mày đi ra, ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta ra lệnh cho toàn bộ linh ung thư mày đi đi. Ta ra lệnh cho toàn bộ tà linh gây lên những cái bệnh mạng tính, viêm tai mũi họng mạng tính, viêm bao tử, viêm dạ dày mạng tính, viêm thận, viêm gan mạng tính. Hỡi Sátan, ta Tôi bẻ gãy mày trong danh Giêsu. Tôi bẻ gãy mày trong danh Giêsu. Tôi bẻ gãy mày trong danh Giêsu. Ta truyền ra một mạng lệnh, mày phải rơi khỏi những thân thể này, rơi khỏi những thân thể này, rơi khỏi những thân thể đang nghe lời cầu nguyện này. Đi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, fire, lửa trong danh Giêsu, lửa trong danh Giêsu, lửa trong danh Giêsu. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tôi ra lệnh cho toàn bộ những bệnh tật nào có trên lục phủ ngũ tạng của anh chị em, bệnh trong đầu, bệnh trong tim, bệnh trong tai, trong mũi, trong họng, bệnh trong mắt, bệnh trong gan, trong thận, trong máu. Tôi ra lệnh cho toàn bộ những đau đớn đó hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận sự chữa lành, đón nhận sự chữa lành. Tôi ra lệnh cho tất cả những đau đớn đó hãy rời đi, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố thận anh chị em hãy hoạt động đi, gan anh chị em hãy hoạt động đi, bao tử anh chị em hãy hoạt động đi, ruột non ruột già anh chị em hãy hoạt động đi, phổi anh chị em hãy hoạt động đi, thanh quản phế quản anh chị em hãy hoạt động đi, tuyến giáp anh chị em hãy hoạt động đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tai mũi họng hãy hoạt động đi, hệ thống thần kinh hãy hoạt động đi, hoạt động đi, hoạt động đi, xương khớp anh chị em hãy hoạt động đi, đầu gối anh chị em, bàn chân anh chị em hãy hoạt động đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Trong danh của Chúa có sự chữa lành, trong danh của Chúa có sự chữa lành. Mặt trời công chính của Chúa sẽ đậu trên anh chị em, và trong bóng cánh của nó có sự chữa lành. Tôi công bố anh chị em hãy nhận sự chữa lành. Ánh sáng chữa lành chiếu vào thân thể anh chị em giờ này, chiếu vào thân thể của anh chị em giờ này. Tôi thấy một cái khuỷu tay nha anh chị em. Khuỷu tay anh chị em được chữa lành. Người nào đang đau khuỷu tay được chữa lành. Đau khuỷu tay này, ngay khuỷu tay này, ngay khớp đây này, lành hoàn toàn giờ này. Cơn đau hoàn toàn biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa đã làm điều đó. Hãy ngợi khen Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những ai đau lưng được chữa lành giờ này. Những ai đau lưng thoát vị địa đệm được chữa lành giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Những ai bị té nha, vừa bị té. Bị té đây là tai nạn nha. Những ai bị té đau, rất là đau. Chính xác hơn là đau ở phần mông. Phần mông bên phải. Rất là đau. Và tôi nói người bị té đó được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa chạm người đó. Chúa đang chạm người đó. Và cơn đau hoàn toàn, những sự dập bầm đó hoàn toàn biến mất. Và cơn đau biến mất trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Chúa diệu kỳ. Diệu kỳ, diệu kỳ, diệu kỳ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi quở trách những căn bệnh tiểu đường. Tôi quở trách những căn bệnh cao huyết áp. Tôi quở trách những căn bệnh mỡ trong gan, mỡ trong máu. Tôi quở trách những căn bệnh này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đi ra khỏi thân thể của họ giờ này. Đi ra khỏi thân thể của họ giờ này. Tôi quở trách những căn bệnh này. Những căn bệnh bại liệt này. Bại liệt này, ta ra lệnh cho những thân thể bại liệt này hãy hoạt động đi. Tay chân hãy hoạt động đi. Những ai đang nằm liệt trên giường hãy hoạt động đi, hãy chờ dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy chờ dậy đi. Những ai đang nằm liệt trên giường hãy chờ dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thân của Chúa chạm đến trên ông bà anh chị em giờ này. Những thân thể bại liệt hãy đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đứng dậy đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đứng dậy mà vác giường chõng của mi đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Tôi quở trách những căn bệnh bại liệt nè. Tôi quở trách những căn bệnh bại liệt trong tay, trong chân, trong cơ, trong xương. Tôi quở trách những căn bệnh bại não nè. Tôi quở trách những căn bệnh này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy rơi khỏi những thân thể này trong danh của Chúa có quyền năng. Tôi muốn khích lệ tất cả anh chị em, những người đang là nạn nhân của bệnh tật, hãy nghe tôi nói đây. Bởi lần rơi của Chúa Giêsu chịu mà anh em đã được lành. Ngài đã gánh lấy đau đớn của anh chị em trên cây gỗ 2000 năm trước. Bệnh anh chị em không còn có thể hợp pháp nằm trên thân thể của anh chị em. Hãy tin tôi đi. Nhìn vào Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và anh chị em phải nói ra miệng rằng cảm ơn Chúa Giêsu đã chữa lành con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã cho con hy vọng giờ này. Con đón nhận sự chữa lành. Con đón nhận sự chữa lành. Tay chân con phải hoạt động. Phổi tim con hoạt động. Mạch máu con hoạt động. Không phải vì cớ con mà vì cớ Ngài. Cảm ơn Ngài chữa lành con. Cảm ơn Ngài đã chết cho con. Cảm ơn Ngài đã phục hồi con. Nói đến chị em, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi bạn chị em ơi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Wow, hallelujah. Tiếp tục đi, hallelujah. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Những ai đi lại không được hãy đi lại. Những ai giơ tay giơ chân không được hãy giơ tay giơ chân. Những ai mà đau đớn ngồi dậy không được hãy ngồi dậy. Những ai mà hít thở không nổi, bị hen, bị suyễn, hãy hít một hơi thật mạnh vào và nói rằng: cảm ơn Chúa Giêsu chữa lành tôi. Tôi nói bạn cho em được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lành đi, lành đi, lành đi. Mọi cơn hen hãy biến mất đi. Mọi linh sợ hãi hãy rơi khỏi những cơn hen này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh wow, cảm ơn Ngài. Những sự giới hạn, thất bại, nợ nần, đói kém trong gia đình của anh chị, tôi bẻ gãy sự rối xả này giờ này. Tôi đang có một lời tri thức. Chúa cho tôi biết rằng có những gia đình ở đây quanh năm thiếu thốn, làm gì cũng không thành công, làm gì cũng không no đủ. Hãy nghe tôi nói đây. Tôi bẻ gãy sự rối xả khỏi gia đình của anh chị giờ này. Mọi rối xả nghèo đói hãy đi ra khỏi những gia đình đó. Và tôi chúc phước cho anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi sự dư dật hãy đến với họ. Tôi kêu sự dư dật đến với họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu sự dư dật đến với họ trong danh Giêsu quyền năng. Tôi kêu sự ban phước đến đôi tay họ làm trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu sự ban phước đến trên đồng ruộng, đến công việc của họ làm trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu sự ban phước của Chúa Giêsu đến trên tài chánh của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. In Jesus' mighty name. Oh hallelujah. Hãy lành đi anh chị em. Hãy tự do. Tôi nhìn thấy anh chị em được tự do. Tôi nhìn thấy nhiều xiềng xích nó rớt xuống. Những xiềng xích của nhục dục nó rớt xuống. Những xiềng xích của những trói buộc nghiện ngập nó rớt xuống. Những xiềng xích của sự xung đột, giận hờn, tổn thương nó đang rớt xuống. Những xiềng xích của nhiều căn bệnh nó rớt xuống. Những xiềng xích của sự buồn rầu, lo lắng, giận dữ, bất an nó rớt xuống. Tôi nhìn thấy những xiềng xích rớt xuống. Rớt xuống rất là nhiều. Tôi thấy nhiều linh hồn được tự do, nhảy múa, ca hát, ngợi khen Chúa giờ này. Tôi nhìn thấy những thân thể được chữa lành, đang vui mừng, cười trước mặt Chúa giờ này. Oh hallelujah. Oh ramakasai taraba. Ikoriba kantaransi kakikaramako maramakasai taraturomako maramakasai tara. Harakosoko taramakasai tarede. Dokoromo kantaramakasai tara. Tôi thấy có một người đang nhảy lò cờ và rất vui mừng, nhảy vòng tròn như thế này và rất vui mừng trước mặt Chúa. Bởi vì cái chân của anh ấy, bàn chân anh ấy được chữa lành buổi tối ngày hôm nay. Anh đang nhảy lò cờ này. Wow, cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi đang thấy trong linh là anh đang nhảy, tay anh đang nhún nhún thế này và anh đang vui cười trước mặt Chúa, mặt anh rất hớn hở trước mặt Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Oh hallelujah. Ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Tôi đang thấy anh em được tự do. Tôi đang thấy anh em được chữa lành. Tôi đang thấy anh em được phước. Tôi đang thấy anh em được vui mừng. Wow, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Phép lạ anh chị em ơi. Phép lạ, phép lạ, phép lạ. Chúa là đấng có thể phục hồi. Anh chị em hãy tin tôi đi. Có thể có những anh chị em vì một lý do nào đó phải nằm trên giường bệnh mấy năm nay, không nhúc nhích được, vì tai nạn, vì đột quỵ, vì nhiều thứ. Hãy biết rằng Chúa Giêsu có thể phục hồi anh chị em. Ngài có thể chữa lành. Tôi nhìn thấy điều đó trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói với một người bại liệt 38 năm rằng: ngươi hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà về. Ông ấy đứng dậy và về lập tức trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và ông ấy cảm tạ Chúa và Chúa nói: anh con đã được chữa lành, đừng phạm tội nữa. Con đã được chữa lành, đừng phạm tội nữa. Ê, có điều gì xấu cho con chăng? Anh chị thấy không ạ? Hãy sống một nếp sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời anh chị em. Chúa là đấng chữa lành. Tôi cũng đã nhìn thấy những người ung thư chữa lành trước mắt tôi ở tại Silicon Lagos năm 2018. Mắt tôi nhìn thấy những con người đau yếu, những con người mà bệnh viện nói là cái phổi của chị xẹp rồi. Họ đi đến Silicon mà họ phải mang theo cái bình oxy. phổi bị lép rồi không thở được, và mắt tôi đã nhìn thấy họ được Chúa Thánh Linh đụng chạm, họ thở bình thường và họ vứt lại cái bình đó tại chỗ luôn, trong danh Giêsu quyền năng. Anh chị em, Chúa làm được cho họ, Ngài cũng làm được cho anh chị em. Hãy tin tôi đi. Có những con người ngày hôm nay trên live stream này không thở được vì ung thư, vì nhiều lý do. Tôi nói cho em, hãy làm đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy trỗi dậy và hít một hơi thật sâu và được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa, hallelujah. Wow, tuyệt vời, hallelujah, cảm ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Ngài Chúa. Đấng chữa lành anh chị em con, Đấng chữa lành những người nương cậy nơi danh của Ngài. Phép lạ là thật Chúa ơi, phép lạ là thật Chúa ơi, phép lạ là chân thật Chúa ơi, hallelujah. Vì Ngài là Đấng phục sinh, Ngài vẫn sống trong hội thánh của Ngài. In Jesus mighty name, tôi nói tất cả anh chị em hãy lành đi, tất cả anh chị em hãy được tự do đi, tất cả anh chị em hãy được phước buổi tối ngày hôm nay đi, tất cả anh chị em hãy được tăng trưởng trong Chúa trong buổi tối ngày hôm nay đi, tất cả anh chị em sẽ trở thành người hiệu quả cho Chúa Giêsu đi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. In Jesus mighty name. Có quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Và anh chị em ơi, đừng tiết kiệm lời khi kêu danh của Chúa. Anh em hãy kêu danh của Chúa trên hoàn cảnh của mình, hãy kêu danh của Chúa trên bệnh tật của mình, hãy kêu danh của Chúa trên tài chánh của mình, hãy kêu danh của Chúa trên gia đình của mình, trên con cái của mình. Vì Kinh Thánh chép, hãy ai kêu danh Ngài, người đó được cứu. Hallelujah. Ta ơn Ngài, ta ơn Ngài. Khi anh em mệt hãy kêu danh Ngài, khi anh em bệnh hãy kêu danh Ngài, khi anh em thiếu thốn hãy kêu danh Ngài, khi anh em cảm thấy bất an hãy kêu danh Ngài. Ngài sẽ giúp anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Ta ơn Ngài. Wow, ta ơn Ngài. Anh chị em ơi, hãy viết những lời chứng xuống để tôi cũng được khích lại nào. Anh chị em ơi, hãy viết những lời chứng, hãy comment xuống Chúa vừa làm gì cho anh chị em. Hãy viết xuống một cách chân thành, đầy đủ, ngắn gọn, để tôi cũng được khích lại, Chúa được vinh hiển. Và nhiều người khác nhìn vào lời chứng anh chị em, họ có niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu, và họ cũng được tiếp tục chữa lành khi họ xem live stream này. Amen. Viết xuống nào, viết xuống nào, viết xuống nào. Tôi chờ đợi anh chị em, tôi chờ đợi anh chị em, tôi chờ đợi anh chị em, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Viết xuống đi anh chị em. Cho nên tôi nói anh chị em á, hy vọng của thế giới ngày hôm nay đó là ở nơi Chúa Giêsu. Anh em có đồng ý với tôi không ạ? Hy vọng của thế giới hôm nay là nơi Chúa Giêsu. Hy vọng của tôi và anh chị em cũng là nơi Chúa Giêsu. Ngài là cứu Chúa không những cho chúng ta, mà Ngài còn là cứu Chúa cho thế giới này. Thế giới này ngày càng đi đến chỗ tuyệt vọng, chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo, hận thù, cay đắng, gian dối, lừa lọc. Và người ta không thể nào có thể giải quyết được vấn đề. Anh chị em thấy không? Bao nhiêu quốc gia tìm cách để giải quyết vấn đề của quốc gia mình, bao nhiêu gia đình tìm cách để giải quyết vấn đề của gia đình mình, bao nhiêu cộng đoàn tìm cách để giải quyết vấn đề của cộng đồng mình, thành phố mình. Không giải quyết được. Họ lúng túng đi từ cái sự bất năng này sang sự bất năng khác. Nhưng mà tôi nói anh chị em ạ, tôi cảm ơn Chúa Giêsu, vì tôi và bạn chị em biết được danh của Ngài. Trong danh của Chúa có quyền năng, trong danh của Chúa có sự biến đổi, trong danh của Chúa có sự chữa lành, trong danh của Chúa có sự đủ quỷ, trong danh của Chúa có sự bình an, trong danh của Chúa có sự phục hồi, trong danh của Chúa có sự tái tạo. Và cái điều này nó đúng cho từng cá nhân, cho từng thành phố, cho từng quốc gia, thậm chí cả thế giới anh chị. Nó diệu kỳ lắm. Cho nên một ngày nào đó Chúa Giêsu phải trở lại thế giới này. Để làm gì? Để kết thúc thế giới này, để đưa thế giới này vào sự bình an thật 1000 năm. Và không còn chiến tranh, không còn đau bệnh, không còn ma quỷ. Phải không? Đó là việc làm của Chúa Giêsu. Và giờ này khi Ngài chưa tái lâm thì Ngài vẫn đang đi tìm và cứu từng con người, trong đó có tôi và bạn chị. Ồ, thật phước hạnh cho những người nào biết Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Thật phước hạnh cho quốc gia nào biết Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Thật phước hạnh khi cả thế giới này biết Chúa Giêsu càng sớm càng tốt. Cho nên những anh chị em trên live stream này, có thể anh chị em chưa bao giờ biết Chúa Giêsu là ai. Hôm nay tôi mời anh chị em hãy đón nhận Ngài vào lòng. Rất đơn giản, anh chị em hãy nói: Chúa Giêsu ơi, tha tội cho con mời Ngài bước vào lòng con tin Ngài là cứu Chúa của con. Hãy giúp con, hãy giúp con, hãy giúp con biết Ngài nhiều hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen, amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục viết những comment xuống anh chị em. Viết xuống những gì Chúa làm cho anh chị em. Tôi vẫn đang đọc này. Wow, có một người được chữa lành khuỷu tay, giống y như là tôi đã nói trong lời tri thức. Tôi thấy hình ảnh đó. Tạ ơn Chúa, rất nhiều sự chữa lành. Tôi đang đọc những comment này, thật là diệu kỳ. Wow, đau răng đã được lành. Thấy không ạ? Ồ, đau răng được lành. Wow, đau đầu được lành. Cảm ơn Ngài, tiền đình được lành. Tạ ơn Chúa, con được tự do. Wow, cảm ơn Ngài. Tôi nghĩ rằng là hôm nay ma quỷ nó rất là sợ. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa, từ lúc một siêu bắt đầu cầu nguyện thì gì đó. Oh, cảm ơn Ngài. Cầu nguyện thì được lành à? Lành cái gì đây? Cảm ơn Chúa. Wow, được chữa lành, được mạnh mẽ. Wow, tuyệt vời quá. Tạ ơn Chúa, con được tự do. Wow, tạ ơn Ngài, thật diệu kỳ anh chị em. Thật diệu kỳ, thật diệu kỳ. Rất là nhiều những comment ở đây. Rất là nhiều phép lạ mà Chúa làm buổi tối hôm nay. Rất là nhiều phép lạ Chúa làm. Khi cầu nguyện cũng chảy nước mắt đó. Chảy nước mắt đấy là quyền lực nó rời đi đó anh chị. Quyền lực nó rời đi. Ồ, ngáp chảy nước mắt. Ồ, hành tá tràng được chữa lành. Amen, chắc chắn rồi. Hãy tin đi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Một lần nữa nha, tôi gửi lời chào hơn 500 anh em ở đây. Wow, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa kết nối chúng ta. Đâu có dễ gì để có cơ hội để nói chuyện với hơn 500 anh em. Không à, 500 anh em có mặt ở đây. Phải nói là một phước hạnh diệu kỳ khi chúng ta được kết nối với nhau trong sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh. Tôi tin rằng hôm nay Đức Thánh Linh Ngài đang thăm viếng tất cả hơn 500 anh em ở nơi này. Và 500 anh em ở nơi này sẽ là trở thành những công cụ đắc lực của Chúa Giêsu. Tôi thật hết linh hồn tôi chúc phước cho 500 anh em này được Chúa sử dụng cách đầy quyền năng cho đất nước chúng ta, cho hơn 98 triệu đồng bào chúng ta biết Chúa Giêsu là ai, có quyền năng phục sinh của Ngài là như thế nào. Amen. Tạ ơn Chúa, hãy mạnh mẽ lên cho em. Cho em được phước. Bao nhiêu phép lạ xảy ra cho em thấy không ạ? Bao nhiêu phép lạ. Wow, bao nhiêu phép lạ qua hơn nửa tiếng cầu nguyện thôi mà bao nhiêu phép lạ xảy ra. Rất là nhiều, tôi nhìn thấy, tôi đọc thấy. Wow, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Con đã khỏe. Chúa đã chữa lành toàn thân thể của con. Wow, cảm ơn Ngài. Chúa ban phước, ngáp và chảy nước mắt. Cảm ơn Ngài. Rất là nhiều những phép lạ xảy ra. Tôi đảm bảo là con người nôn ói rồi ma quỷ xuất đi ở đây rất là nhiều, run sợ bỏ chạy nữa. Wow, tạ ơn Ngài. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa anh chị em. Đến giờ chúng ta phải kết thúc ở nơi này và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ Sáu nha, tối thứ Sáu. Và anh em nhớ nè, anh em nhớ tôi khích lại anh chị em nè, những anh chị em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận, không ạ? Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận, nếu có những nhu cầu thì tối thứ Năm và tối thứ Bảy đó, Nhà Muôn Dân có hai buổi nhóm tế bào nhỏ để thờ phượng Chúa. Anh chị em có thể liên hệ và đến đó. Một nhóm ở Gò Vấp, một nhóm ở Bình Tân. Anh em hãy liên hệ với số điện thoại ở trên trang Facebook của Hội Thánh Nhà Muôn Dân đó và đến. Nơi đó anh chị em sẽ được tiếp cận một cách nó thân mật hơn, bởi vì ít người cho nên chúng ta có thời gian nói chuyện, tư vấn, cầu nguyện sát sao hơn. Cho nên anh chị em ơi, những anh em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận hãy tìm đến hai nơi này nha. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ Sáu tuần này. Chúng ta tiếp tục học lời Chúa, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục làm chứng. Hỡi anh chị em, hãy chuẩn bị lời chứng của mình. Lời chứng chất lượng, thời sự. Một lời chứng mà đem lại sự khích lệ cho nhiều người. Để tối thứ Sáu này chúng ta làm chứng nha. Chúng ta làm chứng để làm vinh hiển danh Chúa. Và anh em nhớ lời chứng đó là gì? Lời chứng có nghĩa là gì? Chúa làm được cho tôi, Ngài sẽ làm điều đó cho anh. Và bằng cách đó chúng ta tôn cao danh của Ngài. Nào bây giờ thì tạm biệt anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em vào một buổi tối tuyệt vời, một giấc ngủ bình an. Amen. Tôi chào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.